Tổ sư Ấn Quang khai thị người niệm Phật nên niệm kèm thêm thần chú Đại Bi và danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Trước kia Quang chẩn trì chú Đại Bi, năm Dân Quốc 21 1932, Quang bế quan tại chùa Bảo Quốc. Mẹ ông Ngô Hằng Tôn ở ngõ cầu Tây Hoa bệnh tình nguy cấp. Ông Hằng Tôn đang ở Bắc Kinh, người nhà vội đánh điện gọi ông về. Vợ ông ta sai người đến chùa Bảo Quốc xin Quang tụng cho một chén nước Đại Bi. Quang liền niệm ba biến bảo cầm về. Uống vào bà cụ liền tỉnh lại, không còn trong tình trạng nguy hiểm nữa. Sợ Hằng Tôn lo lắng, họ bèn đánh điện nói bệnh đã không còn nguy ngập nữa. Hằng Tôn bèn không về. Có một đứa bé 9 tuổi khi sanh ra chưa đầy 2 tháng, khắp mình sanh đầy một lở nhỏ, xuân đến càng thêm đau đớn, trải nhiều năm vẫn không hết, uống thuốc cũng vô hiệu. Do vậy bèn xin nước Đại Bi uống vào liền lành. Vì thế thường có người đến xin, hằng ngày nói chung phải niệm mấy biến. Về sau người đến xin càng nhiều, liền dùng một đồ đựng lớn. Năm trước tị nạn đến Linh Nham, thầy đương gia nói vẫn cần phải trì chú Đại Bi vào nước. Quang nói hiện thời không mua được bình, mà cũng không có tiền mua bình, hãy nên dùng gạo để thay. Trì chú Đại Bi vào tro hương thì trước kia ở Báo Quốc đã từng làm rồi, bởi lẽ đường xa chẳng thể gửi nước đi được, còn tro thì mọi lẽ đều không trở ngại gì. Nếu ở ngay địa phương này thì không dùng tro. Ông Tần Hiệu Lỗ ở Vô Tích bị ba thứ bệnh chữa không lành, vừa uống vừa bôi nước Đại Bi liền được lành, bèn quy y. Nhận được thư hôm rằm, biết bệnh của Từ Lão Thái đã đỡ rất nhiều. Phàm người lâm chung thần thức hôn loạn, nếu uống nước Đại Bi hoặc nước pha từ tro hương Đại Bi hay nước nấu từ gạo Đại Bi, thần thức đều có thể sáng suốt. Nếu lại có người trợ niệm thì chắc chắn sẽ niệm Phật qua đời. Một hai năm qua đã có ba người được như thế. Hôm 17 tôi đã gửi cho bà một bao tro hương, kể cả bao bì và to thuốc nặng 4 lạng, chia làm 8 bức thư gửi đi, chắc đã nhận được rồi. Người đời bệnh khổ phần nhiều do sát nghiệp trong đời trước cảm về. Bất luận là bệnh gì, nếu có thể khẩn thiết chí thành niệm Nam Mô A Di Đà Phật và thánh hiệu Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, chắc chắn sẽ tiêu trừ tốt nghiệp, tăng trưởng thiện căn, bệnh sẽ tự lành. Dẫu đã hết tuổi thọ thì chết đi sẽ sanh trong đường lành, chẳng đến nỗi đọa lạc. Nếu biết pháp môn tịnh độ, có chân tín nguyện thì còn có thể vãng sanh Tây Phương, liệu sanh thoát tử. Nhưng người đời chẳng biết lý sâu, hãy nên dùng những chuyện thật để bảo ban trước. Còn ông Phương Văn Niên ở Cửu Thự Phương thuộc huyện Trấn Hải, tên là Tử Trọng, vào năm trước tròn 19 tuổi bị ung nhọt trong ruột, thầy lang trung y không trị được. Bác sĩ Tây y nói nếu không mổ sẽ chẳng trị được. Cha mẹ anh ta không chịu liền chẳng trị. Bà mẹ là người thông văn lý, do đọc Ấn Quang văn sao liền ăn chay niệm Phật. Cả nhà lớn nhỏ kể cả đầy tớ đều thường ăn chay, chỉ có Văn Niên là vẫn chưa hoàn toàn ăn chay, nhưng đã giảm bớt ăn mặn rất nhiều. Bà mẹ cùng một u già, bà này cực hiền, sống trong nhà họ Phương đã mấy chục năm. Con bà cũng khá giả, có đứa cháu mời về nhà sống. Bà bảo muốn cùng với bà chủ tu hành, chẳng chịu trở về. Bà chủ cũng chẳng coi bà này như u già, mà xem như bạn bè. Liều mạng niệm Phật, niệm Quán Thế Âm Bồ Tát và niệm Kinh Kim Cang. 3 ngày sau khối ung trong ruột Tử Trọng tự vỡ, máu mủ theo đại tiện thoát hết ra ngoài. 5 ngày sau hoàn toàn lành mạnh, chí thành niệm Phật tụng kinh, tiêu trừ tốt nghiệp. Có chuyện như vậy đó.
Người đời chỉ biết tạo nghiệp, chẳng biết cách tiêu nghiệp, đáng thương quá. Năm Dân Quốc 19, 1930, một thanh niên 24 tuổi ở Tô Châu tên là Quách Chấn Thanh, nhà ở đường Cảnh Đức, Tô Châu, mở tiệm bán giấy hợp pháp, theo một người già trong gia đình đến chùa Bảo Quốc quy y, quan bảo anh ta hiện thời đang nhầm tình thế hoạn nạn, hãy thường niệm Phật và niệm thánh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Chàng trai 24 tuổi béo phục phịch ấy liền chịu nghe theo. Tháng chạp năm sau sang Thượng Hải, chiến sự nổ ra, chẳng thể trở về đất Tô được, đến Tết vẫn còn đánh nhau, chẳng biết tới bao giờ mới kết thúc. Đường xe lửa đã bị cắt đứt, liền ngồi tàu thủy nhỏ vòng qua ngã Gia Hưng trở về Tô Châu. Tàu thủy tới lui đều bị cường đạo cướp bóc. Anh ta bèn thường niệm thánh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, nhưng chỉ niệm thầm chứ không niệm ra tiếng. Ban đêm cường đạo đến cướp, anh ta đang ở dưới cabin. Trong cabin có rất nhiều người nghèo, bọn cướp lục soát trên bon xong xuôi liền xuống hầm tàu. Tiền bạc của những kẻ nghèo cùng đều bị tước sạch. Anh ta người béo phục phịch, lại ăn mặc một cái áo da, nhưng bọn cướp trọn chẳng thèm hỏi tới. Cả tàu đều bị cướp sạch, chỉ mình anh ta là không buồn hỏi tới. Ấy chính là do Phật quan gia bị, nên lũ cường đạo chẳng thấy anh ta. Một nữ nhân ở Hồ Nam sanh nở, oán quỷ dựa vào thân phát cuồng, cười ngặt nghẽo, cắn đứt thịt trên tay mình mấy chỗ mà miệng vẫn cười. Cha mẹ chồng thấy vậy không biết làm cách nào, bèn lớn tiếng niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Cô ta liền như si ngốc, không cười nữa, sanh đứa con ra. Ấy là do chí thành niệm Quán Âm, oán quỷ bỏ đi. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, lá thư số 594, thư trả lời cư sĩ Tịnh Thiện. Tổ sư Ấn Quang khai thị về niệm Phật khi gặp ma cảnh hiện ra phải giải quyết như thế nào? Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao. Thư trả lời cư sĩ Trần Sĩ Mục, thư thứ 6. Phàm tình chẳng thể suy lường lợi ích của Phật Pháp được. Kẻ ngu chỉ biết dùng thuốc men để trị bệnh và van thần vái quỷ, cầu được lành bệnh đều đáng gọi là phường, gánh gai bỏ vàng, đi ngược đường. Ông do bị bệnh mà biết công phu chẳng hờ hững hời hợt sẽ đạt được lợi ích thật sự, lại biết Phật Pháp quả thật có thuật điểm đá thành vàng. Đây là ví dụ, đừng hiểu lầm. Có công huân biến phàm thành thánh, đấy cũng là do thiện căn đời trước mà ra, mà cũng là do đời này tu trì mà được. Hãy khéo dùng tâm, đừng cho đấy là chuyện kỳ lạ, đặc biệt, rồi thoái thất công lao trước kia, thì tương lai sẽ càng đạt được lợi ích sâu xa. Nói đến lợi ích sâu xa thì bất tất phải cầu nơi cảm thông cảnh giới, mà hãy nên nhận chắc sự vãng sanh Tây Phương thì mới chẳng phụ ân sâu Tam Bảo gia bị lần này. Chung anh túc căn sâu xa nhưng tri thức chưa mở mang, nửa đêm niệm Phật thấy một vị thần mặc kim giáp, sợ bị ma thử thách nên chẳng dám niệm. Sao mà vô trí quá mức như thế? Phàm người niệm Phật chỉ nên chí thành khẩn thiết, nhất tâm chánh niệm, trọn chẳng chuyên chú vọng tưởng thấy Phật hoặc thấy cảnh giới. Bởi lẽ nếu tâm quy nhất, thấy Phật hay thấy cảnh giới đều chẳng đến nỗi lầm lẫn sanh hoan hỷ, rồi đến mức được chút ít đã cho là đủ, trở thành lui sụp. Không thấy Phật, không thấy cảnh giới cũng trọn chẳng thiếu sót gì. Tâm chưa quy nhất mà muốn gấp thấy Phật, thấy cảnh giới, đừng nói thấy cảnh ma, dẫu thật sự thấy cảnh Phật mà tâm lầm lẫn sanh hoan hỷ thì cũng bị tổn hại, nghĩa là do sanh hoan hỷ bèn lui sụp, chẳng được hưởng lợi ích. Hãy nên chú trọng chí thành niệm Phật,
đừng ôm lòng mong tưởng thấy Phật hay thấy cảnh giới. Nếu khi đang niệm Phật, chợt có tượng Phật và tượng Bồ Tát, tượng chư thiên hiện ra, tâm chỉ giữ chánh niệm, đừng sanh chấp trước, nên biết cảnh tượng hiện ra ấy chỉ do tâm hiện. Tuy hiển hiện vằn vật phân minh, thật sự chẳng phải là một vật nào. Do tâm tịnh nên hiện ra cảnh tượng ấy, như nước thanh tịnh trăng liền hiện bóng, chẳng có mảy may kỳ lạ đặc biệt nào cả. Trọn chẳng sanh lòng khoe khoang vui sướng, tâm càng thêm chuyên nhất sốt sắng niệm Phật. Người làm được như thế thì hiện đừng nói là cảnh giới Phật hiện ra sẽ được lợi ích, dẫu ma hiện ra vẫn có lợi ích. Vì sao vậy? Do chẳng chấp trước, tâm có thể quy nhất. Phật hiện thì tâm càng thanh tịnh, ma hiện thì do tâm thanh tịnh chẳng chấp trước, nên ma không thể quấy nhiễu được. Tâm càng thêm thanh tịnh, đạo nghiệp tự tiến. Nay ngẫu nhiên có chuyện biến hiện bèn sanh hoảng sợ, chẳng dám niệm Phật, tâm đã mất chánh niệm rồi. May là chẳng phải là ma hiện. Nếu là ma hiện vì không dám niệm Phật, nên ma liền có thể nhập vào tâm khiếu, bị ma dựa phát cuồng, chôn vùi chánh niệm. Sao chẳng biết tốt xấu đến mức như thế? Sợ là ma hiện thì càng phải nên sốt sắng khẩn thiết niệm Phật. Con ma ấy sẽ tự chẳng có chỗ dung thân, như ánh sáng chiếu đến, tối tâm tự nhiên chẳng còn, chánh đến tà tự tiêu diệt. Sao lại sợ ma hiện bèn chẳng dám niệm Phật? May chẳng phải là ma. Nếu quả thật là ma thì đã trao toàn quyền cho nó rồi. Pháp để tự mình đối trị hoàn toàn chẳng dùng tới, bỏ mặc cho ma khuấy, buồn thay xót thay. Niệm Phật ngẫu nhiên sanh lòng bi cảm cũng là điều hay, nhưng chớ nên chuyên muốn dấy lên cảm tượng ấy. Nếu tâm thường muốn dấy lên cảm tượng ấy, chắc sẽ đến nỗi bị ma dừa chẳng thể cứu được. Hãy nên giữ tâm như hư không, trọn chẳng có một vật gì trong tâm. Dùng tâm thanh tịnh ấy để niệm Phật thì sẽ tự chẳng có hết thảy cảnh giới. Dẫu có ma cảnh, nhưng do tâm ta như hư không, chẳng sanh kinh sợ. Cứ niệm Phật, ma ắt tự tiêu. Nay sợ là ma chẳng dám niệm Phật, thì ví như sợ cường đạo kéo đến bèn trước hết, tự mình đem những lính hộ vệ trong nhà chuyển đi phương xa, chẳng cho họ ở trong nhà. Đấy chính là đã trao quyền bảo hộ cho cường đạo, khiến chúng trọn chẳng sợ hãi gì. Mặc sức cướp đoạt sạch sành sanh, sao mà ngu si đến tột bậc như thế? Văn sao đã được in, ước chừng cuối năm nay có thể ra sách. Lúc này hãy nên từ từ. Quyển Trung và Hạ của Tâm Kinh do lũ đồ đệ ma ngụy tạo. Ông nói cư sĩ Lâm biếu tặng sách ấy, quan chưa từng thấy, chắc là chưa từng được kiểm duyệt chăng. Loại sách ấy vạn phần chớ nên lưu thông, nếu không sẽ làm hại chánh nhãn của người khác, tội chẳng nhỏ đâu. Ông yết quen thói thế tục, quả thật là một vết nhơ cho pháp môn. Trong Nhất Hạnh Cư Tập chỉ một đoạn nói về chế ngự tà ly dâm, là chẳng nể nang hai chúng tại gia thuộc tông Thiên Thai. Sợ ông chưa xét tường tận, chẳng hiểu được bản ý của ông ta, tức Bành Thiệu Thân. Nay cũng không cần phải tìm tòi kiểm lại, giới ấy do Đức Phật chế. Ngài Thiên Thai đề cao Phật mà soạn lời sớ giải, Bành cư sĩ nào dám nêu bừa ý kiến ước đoán. Chẳng qua tự mình muốn thực hành tuyệt dục, thật sự khế hợp sâu xa tâm Phật. Như vì muốn có người nói dòng mà làm chuyện vợ chồng thì cũng chẳng trái nghịch Phật giới. Nhưng để cầu có con nói dòng thì mỗi năm làm một lần, hễ có con nói dòng bèn nên thôi. Nếu viện cớ Phật chẳng ngăn cấm chánh dâm, hàng ngày thường làm thì đối với đạo, với Phật, với danh phận của chính mình đều trái nghịch. Ý nghĩa của chữ thiện túc khéo ngủ
chính là thường ngủ một mình hoặc vì để cầu con mà tạm chung đụng một phen, sao ông lại chấp chết cứng là ngủ chung với nhau như chuyện ăn cơm, uống trà bình thường trong nhà, sao lại chẳng biết đạo lý tới mức như thế ấy? Xin hãy nói với Trung Anh, đừng xử sự như gã si, thì mai sau ắt sẽ có lợi ích lớn lao. Ý nói nghiệp tiêu trí rạn, chướng tận phước dày và vạn sanh Tây Phương, chứ không phải là nói tới cảnh giới. Niệm Phật nhắm mắt dễ bị hôn trầm, nếu không khéo dụng tâm rất có thể gặp cảnh ma. Chỉ buông hờ mí mắt, tức là giống như mắt các tượng Phật vậy, thì tâm sẽ lặng xuống, chẳng sôi động, cũng chẳng bị hỏa bốc lên đầu. Nếu ông niệm Phật mà trên đầu dường như có vật gì rờ đụng hoặc lôi kéo vân vân, là vì suy tưởng trong lúc niệm Phật khiến cho sóng tâm thức dâng trào đến nỗi tâm hỏa bốc lên. Nếu buông rũ mí mắt và hướng tâm suy tưởng xuống phía dưới, thì tâm hỏa chẳng bốc lên, bệnh ấy sẽ mất đi. Cho nên lầm tưởng hiện tượng ấy là công phu đã đạt đến mức, cũng đừng sợ đấy là ma cảnh, chỉ chí thành nhiếp tâm mà niệm, và tưởng bản thân đang hồi hoặc đứng lên hoa sen, nhất tâm tưởng ta đang ngồi hay đứng trên hoa sen, thì hiện tượng ấy sẽ tự nhanh chóng biến mất. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, Huyện Thượng, thư trả lời cư sĩ Trầm Di Sanh. Niềm vui niệm Phật chỉ người chân thật niệm Phật mới biết được nổi, nhưng phải chí thành khẩn thiết, nhiếp tâm mà niệm, chẳng được chấp vào tướng ngoại cảnh. Nếu không, cõi lòng chẳng thông, quán đạo chẳng thuần thục, ma cảnh hiện tiền cũng chẳng biết rõ thì nguy lắm. Phải nhớ kỹ, nhớ kỹ. Nay những người thật sự hoằng dương tịnh độ khó được mấy ai, đem ý niệm tham học với khắp các bậc tri thức đổi thành nhất tâm niệm Phật thì lợi ích to lớn. Nếu không chỉ thành ra uổng công nhọc nhằn bôn ba mà thôi. Trích dẫn Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục. Một pháp quán tưởng tuy hay, nhưng phải hiểu rõ tượng Phật mình thấy đó thuộc về duy tâm sở hiện. Nếu tượng đó là cảnh ngoài tâm, rất có thể bị ma dựa phát cuồng, chẳng thể không biết. Duy tâm sở hiện là cảnh tượng ấy tuy rành rẽ phân minh, nhưng thật chẳng có vật gì. Nếu tưởng là ngoại cảnh, cho là đành rành thật có thì liền thành ma cảnh. Trích dẫn Ấn Quang Đại Sư Gia Ngâu Lục. Người tu tịnh nghiệp chẳng đặt nặng các thứ cảnh giới, nên không cảnh giới nào phát sanh. Nếu trong tâm cứ chuyên muốn thấy cảnh giới thì cảnh giới rất nhiều, nếu chẳng khéo dụng tâm có thể bị tổn hại, chẳng thể chẳng biết. Trích dẫn Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục. Nếu xây lầu gác trên không, bịa nói cảnh giới thù thắng, chính là phạm vào giới đài vọng ngữ. Chưa đắc bèn nói đã đắc, chưa chứng nói đã chứng, tội ấy còn gấp trăm ngàn vạn ức lần tội giết trộm dâm. Nếu người ấy chẳng tận lực sám hối, khi một hơi thở ra không hít vào được nữa, liền đọa địa ngục A Tỳ. Bởi kẻ ấy hoại loạn Phật Pháp, gây lầm lạc nghi ngờ cho chúng sanh, ông phải rất thận trọng. Thấy cảnh chỉ có một phân, chẳng được nói lên một phân mốt, cũng chẳng được nói chính ly chính. Nói quá lên cũng là tội lỗi, mà nói giảm cũng là tội lỗi. Vì sao vậy? Do hàm tri thức chưa đắc tha tâm đạo nhãn, chỉ có thể dựa vào lời nói để phán định, đem cảnh giới ấy thưa cùng tri thức để chứng minh tà chánh. Đúng sai thì không có lỗi gì, nếu chẳng vì để chứng minh, chỉ muốn tự khoe khoang cũng sẽ có lỗi. Nếu hướng về hết thảy những người khác nói ra thì sẽ mắc lỗi, ngoại trừ chuyện cầu tri thức chứng minh ra, đều không được nói. Hệ nói ra, sau này sẽ vĩnh viễn không thể đạt được cảnh giới thù thắng ấy nữa. Cái ải lớn nhất của người tu hành này trong giáo thuyết Tông Thiên Thai đã nhiều lần nói đến. Sở dĩ gần đây những người tu hành phần nhiều bị ma dựa đều là do tâm tháo động.
vọng niệm mong cầu cảnh giới thù thắng. Đừng nói là cảnh ma, dẫu cho cảnh ấy là cảnh thù thắng, vừa sanh tâm tham chấp hoan hỷ vân vân, bèn bị tổn hại, chẳng được lợi ích, huống chi cảnh ấy chưa đích xác là cảnh thù thắng ư? Nếu người ấy có hàm dưỡng không mang tâm bợp chợp, vọng động tâm không tham đắm, dù thấy các cảnh giới cũng hệt như không thấy, đã không sanh tâm hoan hỷ tham đắm, lại chẳng sanh tâm sợ hãi kinh nghi, thì đừng nói là người ấy sẽ được lợi ích khi cảnh thù thắng hiện. Dẫu là cảnh ma hiện cũng vẫn được lợi ích. Vì sao vậy? Do chẳng bị ma chuyện nên có thể tiến lên. Nên biết người học đạo phải biết chuyện lớn, nếu không được điều ít nhỏ nhặt, ắt sẽ bị tổn hại lớn lao. Đừng kể chi loại cảnh giới này, dẫu thật sự đắc ngũ thông, vẫn còn phải gác bỏ ra ngoài thì mới đạt được lậu tận thông. Hệ tham đắm sẽ có thể tiến lên, rất có thể bị lui sụp, chẳng thể không biết. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tăng Quảng Chánh Biên Quyển 2, thư trả lời cư sĩ Hòa Huệ Chiêu. Phàm là người tu hành, tâm phải có chủ ý, thấy cảnh giới tốt chẳng sanh hoan hỷ, thấy cảnh giới không tốt chẳng sanh sợ hãi. Được như thế thì các cảnh giới đã hiện đều trở thành duyên trợ đạo, nếu không chúng đều trở thành duyên chướng đạo. Thêm nữa, phàm là người tu hành đều nên lấy chí thành cung kính làm gốc, giữ lòng từ bi khiêm tốn, lòng nghĩ thân làm tuy chẳng thể hoàn toàn tương ứng với Phật, nhưng cần phải nỗ lực gắn công, ngõ hầu chẳng trái nghịch tâm hạnh của Phật thì mới đáng gọi là người tu hành thật sự, là đệ tử Phật thật sự. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên Quyển Thượng, thư trả lời cư sĩ Dương Phật Điểm. Chú Đại Bi này ở trong kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Đại Bi Tâm Đà La Ni, hồi đời quá khứ vô lượng ức kiếp, có Đức Phật Thiện Quang Vương Tịnh Trụ ra đời, vì Ngài Quán Thế Âm mà nói ra chú Đại Bi này. Lúc đó Ngài mới trụ bậc sơ địa, mà sau khi nghe chú này rồi thì siêu chứng lên bậc bát địa liền. Ngài thấy cái hiệu nghiệm như vậy thì phát lời đại nguyện rằng, nếu qua đời vị lai có thể đem thần chú này ra mà đầm lợi ích cho chúng sanh, thì cho thân Ngài sanh ra ngàn cái tay và ngàn con mắt vân vân. Ngài nguyện vừa xong thì quả nhiên tay mắt đều cụ túc tất cả, và chư Phật lại phóng quang soi đến thân Ngài và soi khắp vô biên thế giới. Khi ấy Ngài lại phát nguyện nữa rằng, nếu người nào trì tụng thần chú này mỗi đêm năm biến thì đặng tiêu hết những tội nặng sanh tử trong trăm ngàn vạn ức kiếp, đến lúc mạng chung thì có thập phương chư Phật hiện thân tiếp dẫn về cõi tịnh độ. Bằng như người nào trì tụng thần chú này mà sao còn đọa vào ba đường ác đạo và chẳng đặng sanh về cõi Phật, hay là chẳng đặng những pháp tam muội biện tài và chỗ sở cầu không tội chí. Nếu có những sự ấy thì thần chú này không được xưng là Đại Bi Tâm Đà La Ni. Chỉ trừ những người tâm không thiện, chí không thành và lòng hay nghi thì không thấy hiệu nghiệm được liền mà thôi. Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát lại bạch Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, nếu các hàng trời người tụng trì Đại Bi Tâm chú thì sẽ được 15 loại thiện sanh. Thiện sanh tức là sự sinh sống tốt lành. Nếu loài người ở nhân gian hoặc chư thiên ở cõi trời có thể học thuộc và siêng năng thọ trì kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni cùng chú Đại Bi, thì họ sẽ được 15 việc tốt lành và không phải chịu 15 loại ác tử. Ác tử là những cái chết tức tưởi do rủi ro bất trắc. Nếu quý vị thành tâm trì tụng thần chú Đại Bi thì sẽ tránh được 15 loại ác tử. Các loại ác tử đó là: một là không bị chết vì đói khát khốn khổ; hai là không bị chết vì gông tù đòn roi; ba là không bị chết vì oan gia thù nghịch; bốn là không bị chết vì chiến trận tương tàn;
5 là không bị chết vì cọp, sói, ác thú tàn hại. 6 là không bị chết vì trúng độc, rắn rết, bò cạp. 7 là không bị chết vì nước cuốn lửa thiêu. 8 là không bị chết vì trúng phải độc dược. 9 là không bị chết vì cổ độc tác hại. 10 là không bị chết vì điên loạn mất trí. 11 là không bị chết vì núi lở, cây ngã, vách đá sụp. 12 là không bị chết vì kẻ ác thư yếm. 13 là không bị chết vì tà thần ác quỷ thừa cơ làm hại. 14 là không bị chết vì ác bệnh truyền thân. 15 là không bị chết vì tự sát tự tử. Tổ sư Ấn Quang hé lộ cái gốc của bệnh dịch, tai nạn, bệnh nan y, chiến tranh, thiên tai, vân vân. Nguyên nhân là do đâu và cách phòng trừ? Mọi người đừng tạo nghiệp sát hại. Đã tạo nghiệp sát rồi thì nhất định phải chịu quả báo sát hại. Tai họa ăn thịt vô cùng khốc liệt, không những hại đời này mà còn liên lụy đến nhiều đời sau. Những tai họa chiến tranh, giặc cướp, lục lọi, hạn hán, tật bệnh liên miên đều do sát sanh ăn thịt mà ra. Vì do sát sanh nên gây ra những thiên tai như thời tiết thay đổi thất thường, cho đến lũ lụt, hạn hán, bệnh dịch, sâu rầy phá hoại mùa màng là kết quả của nghiệp sát hại. Lại còn xảy ra nhân họa hai bên đánh nhau. Xét kỹ nguyên do của các tai họa này thì đều nhân đời trước sát sanh ăn thịt mà chiêu cảm nên. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, đều là cha mẹ quá khứ, là chư Phật tương lai. Mọi người nên nghĩ cách cứu giúp, che chở còn sợ không kịp. Huống gì để thỏa mãn bao tử của mình mà đi giết hại thân mạng chúng sanh khác. Mỗi ngày chúng ta ăn thịt, tức là mỗi ngày sát sanh. Nếu không giết hại nhất định không có thịt. Người ăn thịt tuy mình không giết hại con vật nhưng cũng khó thoát khỏi nghiệp sát. Nếu không giết con vật thì không có thịt bán. Người đem tiền mua thịt chịu tội thay cho người giết hại. Chúng ta giết các loài chúng sanh để thỏa mãn bao tử của mình. Lẽ nào thú vật là cây, đá không biết đau đớn, không muốn sống, bằng lòng để người giết chết ăn thịt? Bạn đã giết nó để ăn thịt thì đời sau nhất định nó sẽ giết lại bạn để ăn thịt. Một đời người ăn không biết bao nhiêu là sinh linh. Cớ gì đem tiền mua tai họa, ăn thịt thì mắc nợ sát hại, nên nói là mua họa. Người đời ăn thịt đã thành thói quen, nên biết bất kỳ thịt gì cũng đều có chất độc. Vì khi bị giết, tâm con vật nổi sân hận. Tuy bạn ăn vào không mất mạng ngay, nhưng tích chứa lâu ngày thì chắc chắn làm khối u. Xã hội ngày nay đang luôn chịu nhiều tai họa, nên khi tai họa ập đến thì không cách gì tránh kịp. Nếu thường ngày chúng ta niệm danh hiệu Phật A-di-đà và Bồ-Tát Quán Thế Âm thì nhất định được Phật từ bi che chở, gặp dữ hóa lành, tai nạn không còn, cũng được tiêu trừ nghiệp chướng, trí tuệ sáng suốt, chướng ngại không còn, phước đức càng tăng trưởng. Muốn diệt nghiệp sát quá khứ và hiện tại, chúng ta phải ăn chay không sát sanh, lại chí thành niệm Phật A-di-đà và Bồ-Tát Quán Thế Âm thì nhất định tiêu trừ nhanh chóng, lại được tăng trưởng công đức và trồng căn lành. Xã hội ngày nay lòng người ác độc, cho nên bị thiên tai nhân họa thường xuyên giáng xuống. Khi tai họa ập đến không ai lường trước được, không thể trốn tránh và đề phòng không kịp. Nếu mọi người làm theo lời dạy trong văn sao và gia ngôn lục mà chỉ thành niệm Phật A-di-đà và niệm thánh hiệu Bồ-Tát Quán Thế Âm thì chắc chắn sẽ được các ngài âm thầm gia hộ, chuyển tai nạn có thành không, chuyển nặng thành nhẹ. Nếu người nào không chịu nghe theo,
không chịu niệm Phật thì phải chịu tai ương. Nếu người nào muốn sống lâu an lạc, không gặp tai họa bất ngờ, thì nên không sát sanh, ăn chay là diệu pháp bậc nhất, thoát khỏi thiên tai nhân họa. Chúng ta phải ra sức đề xướng không sát sanh, ăn chay làm giải pháp căn bản. Xưa nay tôi đề xướng xử lý như giữ giới sát, phóng sanh, nhân quả, báo ứng vân vân, để mong cứu vãn thiên tai và nhân họa. Mọi người muốn cầu trong nhà mình bình yên, thân tâm mạnh khỏe, thiên hạ thái bình, nhân dân an lạc, thì hãy giữ giới sát, phóng sanh, ăn chay và niệm Phật. Nếu cầu thì sẽ được, Ấn Quang Đại Sư khai thị. Tám điều mà Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không muốn gửi đến toàn thế giới về dịch cúm Corona Vũ Hán đang hoành hành. Vậy chúng ta phải làm thế nào đây? Số 1. Chúng ta phải nên đối mặt với sự thật về bệnh dịch hiện nay đang hoành hành như thế nào. Phật Bồ Tát dạy chúng ta trước tiên hãy giữ cho tâm bình tĩnh trở lại, đừng hoảng sợ, đừng kinh hãi. Số 2. Nếu như bệnh dịch thực sự lan rộng đến khắp khu vực, việc làm tốt nhất là không nên ra ngoài, ở trong nhà và tu tập, khiến cho tâm trở nên thanh tịnh hơn. Đây là điều vô cùng quan trọng. Tâm địa nhất định phải thanh tịnh. Tâm thanh tịnh rồi thì có thể miễn dịch, không thể truyền nhiễm. Số 3. Nghe kinh, đọc kinh, niệm Phật, đoạn ác tu thiện. Đây là cái gốc. Tại sao vậy? Trong giáo lý Đại Thừa, Phật thường nói tất cả pháp đều do tâm tưởng sanh. Điều quan trọng nhất đó là chúng ta giữ gìn tâm ý thanh tịnh và lương thiện. Cho dù bị nhiễm bệnh thì cũng không có ảnh hưởng gì, tự nhiên mà khỏi thôi. Số 4. Tại làm sao như thế? Cảnh tùy tâm chuyển. Vì tâm thanh tịnh và tâm từ bi có thể khiến cho virus chuyển biến thành những tế bào tốt đẹp. Vì vậy bạn không nên sợ hãi. Bạn có sợ hãi thì bạn sẽ bị bệnh tật dọa mà chết. Đây là quan niệm sai lầm. Số 5. Cho nên chúng ta cần nuôi dưỡng tâm thanh tịnh cùng với tâm từ bi. Đây là những gì mà người thời nay thường nói để tăng cường khả năng miễn dịch của chính chúng ta. Số 6. Chúng ta niệm kinh hay làm việc siêu độ, tổ chức pháp hội cầu tiêu tai miễn nạn. Đây là cái ngọn, không phải cái gốc. Có hiệu quả không vậy? Có hiệu quả. Nó có thể làm giảm tai nạn này một chút, có thể thay đổi tình thế tai nạn này một chút, nhưng vẫn không thể tiêu trừ tai nạn. Số 7. Làm thế nào để phân biệt đâu là ngọn và gốc? Đó là bạn có thể chân chánh tu hành, chân thật, tinh tấn. Đây chính là gốc. Tâm thanh tịnh của chúng ta và lòng từ bi của chúng ta thì không thể mất đi. Điều quan trọng là mỗi ngày đều tăng trưởng, mỗi năm cũng đều tăng trưởng. Điều nguyện thanh tịnh của bản thân chính là vì hết thảy chúng sanh mà phục vụ. Niệm niệm đều nghĩ cho người khác mà không phải vì cầu cho bản thân mình. Luôn luôn nghĩ nhớ mà không hề thối chuyển. Đây chính là cái gốc vậy. Số 8. Cho dù thế gian hiện tại có nhiều tai nạn thì bạn cũng không bị nhiễm phải nó. Tại sao thế? Vì bạn đã không tạo nên loại nghiệp chướng này. Dịch bệnh cũng chính là oan nghiệp. Nếu bạn cùng với họ không kết oan trái, họ nhất định sẽ không tìm đến bạn. Nếu bạn có kết oán với chúng sanh, họ sẽ tìm đến bạn. Đây chính là cảm ứng đạo giao. Tơ hào không sai, Hòa Thượng Tịnh Không khai thị. Chuyển ngữ Thích Thiện Trang. Tổ sư Ấn Quang khai thị giáo dục gia đình. Trích trong sách Giáo dục gia đình. Con người và trời đất cùng xưng là tam tài, chẳng phải là chuyện suông, mà ắt phải có công tham dự, giúp đỡ sự sanh trưởng thì mới chẳng thèm. Nếu không,
thịt đi thay chạy suốt đời ô uế trời đất, sao có thể gọi là tam tài cho được. Nếu lãnh hội được ý này, đem áp dụng vào việc dạy dỗ bọn trẻ, ắt sẽ có thể tận tâm kiệt lực đem tài năng ra dạy dỗ. Trước hết lấy đạo đức làm gốc, rồi mới đến văn chương là ngọn. Thường luôn giảng nói hiếu đệ, trung tín, lễ nghĩa, liêm sĩ, khiến cho chúng nó biết đạo làm người, khởi tâm động niệm, cư xử, nói năng đều thuần thiện, tạo thành cơ sở có thể dự vào bậc thánh. Kinh dịch nói, dạy cho bọn trẻ nhỏ lẽ chánh, công lao bằng với công lao của bậc thánh nhân vậy, tức là nói về điều này. Nếu có thể dùng cái tâm này để dạy người thì học vấn lẫn phẩm đức của chính mình ngày càng tươi sáng, con người sẽ được cảm hóa, chẳng đợi phải đốc thúc vợ trách mong cho họ sẽ thuận theo. Thiên hạ chẳng yên, thấp phu có trách nhiệm. Hiện thời nước loạn, dân khốn đốn, anh em cùng một nhà đánh nhau, tranh đua muốn tàn hại lẫn nhau. Dân không lẽ sống đều do cha mẹ trong gia đình không khéo dạy, thầy giáo trong nhà trường không khéo dạy, đến nỗi kẻ có thiên tư quen thói làm sằng, đứa không có thiên tư cam lòng làm kẻ giặc bướng bỉnh. Ông giữ được tấm lòng gốc chánh nguồn trong, để làm chuyện vun trồng nhân tài, tức là chẳng có địa vị mà nắm quyền cai trị, chẳng lên tòa và thuyết pháp vậy còn vui nào hơn. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, thư trả lời cư sĩ Trác Trí Lập. Cổ nhân nói, do đất mà té, do đất mà đứng dậy, rời khỏi đất mà mong đứng được thì quyết chẳng có lẽ ấy. Nay thế đạo loạn lạc đến cùng cực, bỏ hiếu bỏ luân thường, vứt bỏ hổ thẹn, đúng là muốn cho con người trọn chẳng khác gì cầm thú thì mới sướng bụng. Nguyên do đều là vì lý học bài bác những chuyện nhân quả, tội phước, báo ứng và sanh tử luân hồi. Đấy chính là cội rễ chung của sự loạn lạc hiện thời. Điều khiến cho cội rễ loạn lạc ấy được nảy nở xung xê chính là vì trong gia đình không khéo dạy dỗ, trong nhà trường chỉ biết học theo lối cử nghiệp, cầu công danh trọn chẳng nhắc đến chuyện đánh độ những ham muốn sằng bậy để khôi phục lễ nghĩa, thành ý chánh tâm vân vân. Vì thế người đọc sách quá nửa đều là mưu mẹo, dối trá. Mãi cho đến gần đây gió Âu vừa thổi qua, thì những kẻ chưa được khéo dạy, ai mà chẳng buông lung hớn hở, do vậy giết cha dâm mẹ vẫn tự khoe khoang. Những thói xấu ác ấy đều do chẳng giảng đến luân thường, thiên chức của cha con, chồng vợ vân vân, và chẳng bàn đến nhân quả báo ứng, cho nên các thói xấu ấy càng đặc biệt lừng lẫy mạnh mẽ. Nếu ai nấy chú trọng luân thường, hiếu hữu vân vân, và biết thiện ác đều có báo ứng, dẫu đem cái chết để uy hiếp, buộc phải làm những chuyện giết cha dâm mẹ vân vân, cũng chỉ đành mặc cho chúng nó giết, quyết chẳng chịu làm theo lời bọn ấy. Do vậy biết rằng thiên hạ loạn lạc là do gia đình không khéo dạy dỗ, và chẳng nói đến nhân quả báo ứng mà ươm thành. Biết bao người thuộc giới chính khách, quân sự, giáo dục, hỏi đến nguồn gốc loạn lạc và nguồn gốc để thái bình đều đáp không được, tức là chẳng biết cái nhân gây ra té ngã, mà cũng chẳng biết cái nhân để đứng dậy. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, thư trả lời cư sĩ Vạn Lương. Tổ sư Ấn Quang khai thị giữ gìn thân thể bằng cách tiết dục, trích bài lời tựa tái bản sách Bất Khả Lục. Cái họa nữ sắc cực kỳ khốc liệt, từ xưa đến nay do họa này mà nước mắt nhà tan, diệt thân tuyệt tự biết là bao nhiêu. Dẫu chưa đến nỗi ấy, nhưng trong số đó những kẻ thân đang khỏe mạnh trở thành suy nhược, chỉ đang sáng suốt thành hôn ám, biến tư chất đội trời đạp đất, mong thành thánh thành hiền, biến thành hạng tầm thường hèn tệ, không có chí lập thân, làm sao tính kể được nổi. Huống chi những kẻ nghịch
thiên lý loạn nhân luân, sống làm loài cầm thú mặc áo đội mũ, chết đọa trong tam đồ ác đạo, làm sao có thể thấy hết biết hết cho được. Ôi cái họa nữ sắc sao mà khốc liệt đến mức cùng cực như vậy. Do đó chư thánh chư hiền đặc biệt từ bi thương xót, hoặc dùng lời cứng rắn để răn dạy, hoặc dùng lời nhẹ nhàng để khuyên bảo. Ngõ hầu cả cõi đời đều biết được lý phước thiện họa dâm, lại còn nêu ra các sự thực để răn dạy ngõ hầu những ai biết tự ái, đọc đến ắt sẽ sợ sệt kinh hoảng, hiểu ra cạn dòng lũ nhân dục, khôi phục thiên lương sắp diệt. Từ đấy hết thảy đồng lung đều hưởng phước giàu thọ, khỏe mạnh bình yên, vĩnh viễn lìa khỏi họa nghèo bệnh chết yểu. Đây chính là lý do bộ Bất Khả Lục được soạn tập. Cư sĩ Trương Thụy Tăng muốn khắc lại để ấm thí, bảo tôi viết lời tựa nhằm phô bày nghĩa trọng yếu của việc bớt dục. Phải biết, đối trước sắc đẹp, dục tâm bừng bừng thì lời lẽ khuyên răn nhân quả báo ứng đều khó thể đoạn tâm ái. Nếu lúc ấy có thể quán bất tịnh thì một trận lửa dục sẽ băng tiêu ngay lập tức. Còn em đất Trường An ở xứ Tần Thiểm Tây của tôi, phần nhiều thích chơi dế, có ba anh em tuổi đã choi choi, đêm trăng đi bắt dế nơi Gò Mã, chợt thấy một thiếu phụ nhan sắc tuyệt vời, bèn cùng đuổi theo. Người thiếu phụ ấy khuôn mặt biến đổi, thất khiếu ứa máu, lưỡi thè ra hơn cả thước, ba đứa nó sợ chết ngất. Ngày hôm sau người nhà đi tìm, cứu sống được một đứa mới biết chuyện ấy. Đứa còn sống bệnh nặng mấy tháng mới khỏi, con cháu nhà ấy chẳng dám đi bắt dế vào ban đêm nữa. Khi thiếu phụ đó chưa biến đổi khuôn mặt thì lòng yêu nhập vào xương tủy, không thỏa lòng dục không xong. Đến khi mặt đã biến đổi thì kinh hãi đến chết, tâm ái chẳng hề còn nữa. Nhưng trong lúc chúng cùng nhau đuổi theo cô ấy, đương nhiên chưa thấy máu và lưỡi thè ra. Sau khi máu chưa chảy, lưỡi còn ngậm bèn sanh tâm ái. Lúc máu chảy lưỡi thè ra lại sanh tâm sợ. Hiểu rõ điều này, hãy thấy trang sắc nước hương trời đều tưởng như con quỷ treo cổ, thất khiếu tuôn máu, lưỡi thè ra hơn thước, sao đến nỗi bị sắc làm mê, sống chẳng hưởng hết tuổi trời, chết đi bị đọa vĩnh viễn trong đường ác ư. Do vậy Như Lai dạy kẻ ái dục nặng nề quán bất tịnh, quán lâu ngày còn có thể đoạn hoặc chứng chân, siêu phàm nhập thánh, chứ phải đâu chỉ không phạm tà dâm tiết dục, gìn giữ sanh mạng mà thôi ư. Nữ nhân nhan sắc xinh đẹp yêu kiều khiến người ta sanh tâm ái hành dục sự, chẳng qua chỉ là một tấm da mỏng bên ngoài rực rỡ diễm lệ gây mê hoặc đó thôi. Nếu bóc lớp da mỏng ấy đi thì chẳng những các vật được bọc trong lớp da ấy chẳng thể yêu mến được, mà ngay cả lớp da mỏng ấy cũng tuyệt đối không thể yêu luyến nổi. Nếu lại còn mổ xẻ thân ra thì chỉ thấy máu mủ dầm về, xương thịt chằng chịt, tạng phủ phân tiểu bày hầy khắp đất, hồi giờ tanh tưởi chẳng nỡ thấy nghe. So với hình dáng biến đổi của thiếu phụ trên đây còn đáng sợ hãi chán ghét hơn trăm ngàn lần. Dẫu cho gia nhân tuyệt thế nghiêng nước đổ thành thì những vật được chứa trong lớp da mỏng có ai là không như vậy đâu. Sao con người chỉ nhìn cái vẻ bên ngoài chẳng xét kỹ nội dung, yêu chút phần sắc đẹp chẳng tính đến nhiều phần xấu ác. Tôi mong sao thế nhân bỏ vẻ bên ngoài, hãy xem xét nội dung, chán cái nhiều xấu ác để bỏ chút vẻ đẹp, hồng cùng thoát biển dục, cùng lên bờ giác. Lại trong lúc dâm dục hừng hực không thể chế ngự, chỉ nên nghĩ nữ âm như miệng rắn độc, như đem nam căn bỏ vào miệng rắn, tâm thần kinh hoảng, xương tóc run rẩy, vô biên nhiệt não sẽ nguội lạnh ngay lập tức. Đấy chính là phương pháp diệt dục giản dị nhất vậy. Pháp môn tịnh độ lấy ba pháp tính nguyện hạnh làm tông, không tin sao có thể phát nguyện cho được, không có nguyện làm sao khởi hạnh,
Không có diệu hạnh trì danh làm sao chứng điều đã tin, mãn điều đã nguyện cho được, được vãng sanh hay không? Hoàn toàn là do có tính nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp, hoàn toàn là do trì danh sâu hay cạn. Tính nguyện hạnh như ba chân của cái đỉnh, thiếu một sẽ đổ nhào. Nếu chẳng chú trọng tính nguyện, chỉ mong trì danh cho đạt được nhất tâm, dẫu đạt được nhất tâm sâu xa cũng khó thể liễu sanh thoát tử. Vì sao vậy? Do phiền hoặc chưa hết sạch, chẳng thể cậy vào tự lực để liễu sanh tử được. Tính nguyện đã không có, chẳng thể cậy vào Phật lực để liễu sanh tử. Đời có kẻ tham cao chuộng xa, thường phô phan tự lực, miệt thị Phật lực, chẳng biết từ sống đến chết, không chuyện gì chẳng cậy vào sức người khác, nhưng chẳng lấy đó làm thẹn. Sao riêng với đối với đại sự liễu sanh tử và Phật lực lại chẳng muốn tiếp nhận? Chắc là mất trí điên khùng nên mới đến nỗi như vậy. Hành giả Tịnh Tông hãy nên thống thiết răng già, trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên Nguyện Hạ: pháp niệm Phật há nên chấp chập vào lề lối nhất định. Cổ nhân lập ra phương pháp giống như tiệm thuốc có đủ các loại thuốc. Cách dùng của chúng ta là phải phù hợp với tinh thần, khí lực và thiện căn xưa kia của chính mình. Niệm Phật lớn tiếng hoặc nhỏ tiếng, hoặc niệm kim cang, hoặc niệm thầm, không cách nào chẳng được. Hễ hôn trầm, chẳng ngại gì niệm lớn tiếng, để đẩy lùi cơn hôn trầm tán loạn thì cũng được. Nếu thường niệm lớn tiếng, ắt sẽ đến nỗi bị bệnh. Đừng nói người thông thường chớ nên thường niệm như vậy, dẫu là người hết sức khỏe mạnh cũng chớ nên thường như thế. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên Quyển Thượng, thư trả lời niệm Tây Đại Sư: niệm ra tiếng thì có thể niệm 6 chữ, chứ niệm thầm trong tâm thì nhiều chữ quá sẽ khó niệm, hãy nên niệm 4 chữ. Từ sáng đến tối, ngủ thì để mặc đó, thức dậy lại niệm tiếp. Lấy niệm Phật làm bổn mạng nguyên thần của chính mình, quyết chẳng buông bỏ chút thời gian nào. Ngõ hầu siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử, vãng sanh Tây Phương. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, thư trả lời cư sĩ Thang Huệ Chánh: những lời khai thị của Hòa Thượng Tuyên Hóa năm 1992, Ngài dạy về cách hóa giải bệnh viêm phổi. Bệnh viêm phổi còn trầm trọng hơn cả bệnh S, vì có thể truyền nhiễm qua cái bắt tay, mở miệng nói, hoặc là da thịt chạm nhau. Muốn tránh khỏi bệnh dịch nhiễm, hãy nên phát tâm tu hành chân thật, trì niệm thần chú Đại Bi và niệm thánh hiệu Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát thì có thể tránh khỏi. Vi trùng bệnh viêm phổi có thể lây lan qua không khí, lợi hại hơn cả bom nguyên tử hay là bom sinh khí. Chú Đại Bi có thể chữa tất cả bệnh tật, kể cả bệnh S và bệnh viêm phổi, nếu chí thành và khẩn thiết trì tụng. Một đại họa cho nhân loại, mọi chúng ta nên nhập tâm, nhập tâm, hữu nhập tâm. Nghĩa là mình phải mỗi ngày tiến bộ, mỗi ngày mình phải khá hơn ngày trước. Nếu không mình sẽ lãng phí đời người. Hãy tụng chú Đại Bi. Chú Đại Bi có thể chữa lành mọi loại bệnh. Cho nên nói rằng Đại Bi thần chú thông thiên địa. Khi mình niệm chú Đại Bi, tất cả các cõi trời, các tầng địa ngục đều lắng nghe, càng niệm càng có linh cảm. Tuy vậy, nhưng mình phải niệm một cách điều đặn, thường ngày. Không thể là hôm nay hoa sen, ngày mai thì hoa mẫu đơn. Hôm nay tụng bài này, ngày mai niệm bài khác, không chuyên nhất. Có câu rằng chuyên nhất thì linh cảm, tản mạng chẳng thành chi. Tôi nhớ lúc tôi còn ở Mãn Châu, có một làng nọ có dịch truyền nhiễm, hàng chục người chết mỗi ngày. Cho nên sau 10 ngày thì hàng trăm người đã chết. Trong gia đình có 11 người, có 13 người chết trong 3 ngày.
Làm sao mà có 13 người chết trong gia đình 11 người là vì có hai người, một người là bà con và một người là bạn đến thăm gia đình ấy nên lây bệnh. Không biết rằng họ cũng sẽ chết với những người khác. Thật là một trận dịch khủng khiếp. Lúc bấy giờ tôi dẫn theo 4 cậu bé 11 hoặc 12 tuổi đến làng đó để tụng chú Đại Bi cứu giúp. Sau khi chúng tôi đi nhiễu xung quanh làng, trì tụng 108 biến chú Đại Bi, bệnh dịch biến mất một cách kỳ lạ. Do đó tôi biết rằng cảm ứng của chú Đại Bi thì không thể nghĩ bàn. Bây giờ chúng ta đang ở trong thời kỳ mạt pháp. Thời mạt pháp là gì vậy? Là thời mà giáo pháp gần tàn và sắp biến mất. Ít người thật sự tin Phật, và người Phật tử còn phỉ báng Phật Pháp Tăng. Phỉ báng Tam Bảo thì làm sao gọi là tin Phật? Phải gọi là tin ma. Vì tin nơi ma quỷ nên họ phá hoại Phật Pháp. Và vì vậy đủ thứ hiện tượng ma quái xuất hiện trên thế giới, hoặc là thiên tai nhân họa, hay là lan tràn bệnh dịch. Thiên tai như lục lội, hạn hán, nạn châu chấu phá hoại mùa màng. Nhân họa như vụ rớt máy bay, xe lửa trật đường ray, đụng xe vân vân. Những tai ách này xảy ra hầu như không có lý do rõ rệt nào, và gây nhiều thiệt hại nhân mạng và khủng hoảng khác. Rồi còn động đất xảy ra nơi nơi, thật đáng khiếp sợ. Nhưng con người chỉ biết sợ hãi khi tai họa xảy đến. Họ không tìm căn nguyên của những tai họa ấy. Thiên tai không phải thiên có tai họa, chính là nhân loại chịu tai họa. Nhân họa là do chính con người chúng ta gây ra. Những vụ động đất xảy ra vì con người ưa chiến tranh, ưa sân hận và giết vô số người khác. Quý vị có muốn chết hay không? Quý vị có thích giết người hay không? Tốt lắm vậy, chúng ta cùng chết. Cho nên động đất, những tai họa ấy đều là những hiện tượng ma quái. Tại sao chúng ta không chịu quán chiếu để tìm ra căn nguyên của những tai họa này? Xin nói với quý vị rằng tất cả những thiên tai nhân họa, những trận động đất, máy bay rớt, xe lửa lật, tàu chìm, đụng xe, tất cả đều là do tâm con người tạo ra. Vì tâm con người đã mất hết bản chất người, đạo đức đã suy đồi, cho nên những hiện tượng bất thường ấy mới xảy đến. Hiện nay vẫn còn có người nghiên cứu S và cố tìm phương thức chữa bệnh này. Thật giống như biết rằng không thể làm mà vẫn cố làm. Họ cố chữa bệnh này chẳng những đã thất bại, lại còn tạo ra một thứ S khác, đó là bệnh viêm phổi. Bệnh viêm phổi này còn đáng sợ hơn bệnh S nữa, bởi vì bệnh mới này có thể truyền nhiễm qua cái bắp tay. Người bệnh chỉ mở miệng ra nói là có thể truyền bệnh qua người khác. Trong năm vừa qua, không những bệnh nhân không thể lành, mà ngay cả các bác sĩ và y tá, gần 20.000 người đã chết vì bệnh này, chẳng có cách nào trốn thoát. Ngay cả mang khẩu trang hay mặt nạ, chỉ cần da thịt chạm nhau là bệnh được lan truyền. Vi trùng bệnh có thể lây qua không khí. Loại bệnh này còn nguy hại hơn bom nguyên tử hay cả bom sinh khí, cho nên nó là một tai họa không khác bệnh dịch. Bây giờ thì bệnh dịch này đã phát tác, và chẳng những người nam bị mắc bệnh mà cả người nữ cũng bị bệnh. Và không những cả nam lẫn nữ đều mắc bệnh, ngay cả trẻ sơ sinh cũng mắc chứng bệnh viêm phổi và bệnh S này. Quý vị hãy nhìn lại xem có phải thật là khủng khiếp lắm không? Giờ đây trên khắp thế giới, nếu chúng ta đếm số người mắc bệnh S và chứng sưng phổi mới này thì con số không phải là nhỏ. Vì rằng một số thai nhi đã bị nhiễm vi khuẩn bệnh sưng phổi này ngay khi còn trong bào thai, cho nên khắp thế giới giờ cuối cùng của con người đã điểm. Cái gọi là những ngày cuối cùng của nhân loại có nghĩa là tất cả sẽ bị tiêu diệt và biến mất. Hơn phân nửa dân số thế giới đang bị nhiễm vi khuẩn bệnh này,
Khi nó phát tác, nó sẽ giống như trận đại hồng thủy mà không một ai có thể ngăn chặn. Nhân loại phải làm gì khi đối diện với tai ương này? Chúng ta phải chí thành, khẩn thiết, trì tụng thần chú Đại Bi. Đức Phật dạy rằng, chú Đại Bi có thể chữa lành 84.000 tật bệnh trên thế gian. 84.000 chứng bệnh thì bao gồm cả S và viêm phổi. Chúng ta phải sanh lòng thành khẩn, xem việc tụng chú quan trọng như việc ăn cơm, cần thiết như việc mặc áo, không thể thiếu sót như việc ngủ nghỉ. Mình phải làm như thế nào để chú Đại Bi trở thành một phần của cuộc sống hàng ngày của mình? Được vậy, bệnh S sẽ sợ, bệnh viêm phổi cũng ngán, nhưng càng yếu là ta phải hết sức thành khẩn. Hơn phân nửa nhân loại sẽ bị hủy diệt, và những người sống sót là những người biết tu đạo, những người chân thật tu hành, những người biết niệm Phật, những người biết tụng kinh và những người ăn chay. Đó là những người có thể sống sót. Không phải tôi cố ý muốn nói điều này để hù dọa quý vị. Đã đến lúc tôi không thể không lớn tiếng. Thời đại này không phải là thời đại hòa bình. Đây là một thời đại vô cùng nguy ngập. Tôi không thể không thống thiết lớn tiếng với các quý vị rằng, sáng dậy không chắc gì ta yên được đến tối, vì rằng tai họa này đến trong khoảnh khắc, không ai có thể ngờ. Trích lời khai thị của Hòa Thượng Tiên Hóa, giảng ngày 16 tháng 8 1992 tại Chùa Kim Luân, Los Angeles. Ông Sa Kiện Am tên là Nguyên Bỉnh, người xứ Như Cao, tỉnh Giang Tô, phẩm hạnh, tu dưỡng, văn chương, đạo nghĩa thấy đều đáng nêu gương cho đời mạt. Cái học của ông trọng nơi tận lực thực hành, chứ không chuộng từ chương, chí chuyên chú nơi tận hết bổn phận, chẳng hâm mộ vinh hoa, ân sủng. Vì thế sau khi đỗ đạt bèn ở nhà, thờ cha mẹ cho trọn hết phận con, chẳng ra làm quan. Thoạt đầu ông chẳng biết Phật là người như thế nào, kinh có nghĩa như thế nào, bèn theo đuổi những thuyết của Hàn, Âu, Trình, Châu, cho rằng Phật Pháp có hại cho thánh đạo, chẳng có ích gì cho nước, cho dân. Đến sau cuộc quốc biến năm Tân Hợi 1911, buồn bã khôn khuây, thường mang ý tưởng vượt thoát cõi đời, bèn thử đọc kinh Phật, thấy nghĩa lý tinh vi áo diệu, viên dung siêu thoát, mới biết Phật là vị đại thánh nhân, giáo pháp của Ngài có những chuyện chẳng thể nghĩ bàn, như thoát ra khỏi hang tối, được thấy mặt trời, khôn ngăn mừng rỡ, nhưng lại hết sức bi thương, tiếc cho mấy mươi năm chấp nhận hèn tệ. Từ đấy âm thầm nghiên cứu, thọ trì, đọc tụng, để mong đích thân chứng được Phật tánh sẵn có, chẳng đến nỗi thường làm người luân hồi trong lục đạo. Năm Dân Quốc 12 1923, tức năm Quý Hợi, tuổi tròn Hoa Giáp 60, tâm yếm thế càng thêm khẩn thiết, gặp đúng dịp Pháp Sư Đế Nhàn đến đất Như giảng A-di-đà kinh yếu giải. Đích thân được nghe giảng, biết được pháp môn tịnh độ, hoành siêu là đạo để bậc đại thánh đẳng giác. Tiểu phàm nghịch ác đều cùng trong đời này, cậy vào Phật từ lực, thoát khỏi ta bà lên cõi cực lạc, tùy theo căn tánh mà được chứng nhập. Do vậy bèn chuyên tu tịnh nghiệp để cầu vãng sanh. Năm sau Thôi Ích Vinh lên núi quy y, có kể cho quan nghe về học vấn tu trì của cư sĩ. Do vậy bèn nhờ ông Thôi đem bộ văn sao tặng cho ông ta. Năm sau nữa Trần Chánh Hữu đem bản luận bài xích tệ ăn thịt uống rượu trong tang lễ do ông Sa soạn đưa cho đọc, thấy trích kinh dẫn sự rõ ràng khúc chiết, biết cái học của cư sĩ có căn bản, chỉ mong thành thánh thành hiền. Tuy chưa gặp gỡ nhưng tâm hai bên như đã có mối thần giao cách cảm.
Mùa hạ năm ngoái, nghe quan đến Đắc Hổ, Thượng Hải, muốn đến gặp mặt, nhưng vì bệnh không ra khỏi cửa được, nên chẳng thỏa nguyện, vẫn mong có ngày khác lên núi hỏi han. Đến lúc sắp lâm chung, chuyện trò cùng bè bạn vẫn lấy đó làm điều tiếc nuối. Nhưng đã sanh Tây Phương, thân cận Di Đà, dự vào hại chúng, thì chẳng gặp được ông Tăng, chỉ biết có cơm cháo này, hả có thiếu sót chi. Đến mùa thu, nách trái ông mọc cái ung, tiếp đó ho ra máu. Đến mùa đông càng nặng, thuốc Tây lẫn thuốc Tàu đều vô hiệu. Há chẳng phải là do sức tu trì nên chuyển báo nặng đời sau thành báo nhẹ trong đời này, để giải quyết cho xong túc nghiệp đấy chăng? Đến ngày 11 tháng Chạp, nằm bẹp trên giường không dậy được, bèn đem những trước tác lúc bình thời giao phó cho môn nhân là Hạng Bản Nguyên, Hoàng Văn Tuấn, dặn dò đại lược việc nhà. Hơi hối hận chuyện trước kia đã phạm lỗi, tán thành biến chùa Quảng Phước thành nơi hợp hành, dời tượng Phật đi chỗ khác, sai con ông là Tấn bỏ ra 3.000 đồng sửa chữa Phật điện của Quảng Huệ Am ở Đông Môn để chuộc lỗi trước. Lại bảo quyến thuộc trong nhà ngày đêm thay phiên niệm Phật trước giường, đến khi ông lâm chung cũng vẫn như thế, chẳng được tắm rửa, thay áo sẵn, cũng như khóc lóc vân vân. Liệm bằng vải thô, đừng dùng trù đoạn. Đám tang bất luận cúng quải hay đại khách, chẳng được dùng rượu thịt. Ta thường soạn luận trách đời, các ngươi chớ tùy thuận thối ác, hãm ta vào tội. Lại thỉnh tăng trợ niệm để cầu cậy Phật từ lực vãng sanh Tây Phương. Lập hương án trước giường, thờ tượng Phật A-di-đà tiếp dẫn, mặt nhìn vào từ dung, miệng niệm, tâm nhớ, chuyên tinh nhất trí, không đề cập đến chuyện gì khác. Đêm 24, bệnh càng nguy ngập, tăng chúng đều đến trợ niệm, cư sĩ chánh niệm phân minh, hoặc niệm ra tiếng, hoặc thầm niệm theo. Đến ngày 26, tuy chẳng nghe tiếng, miệng vẫn luôn mấp máy. Đến chiều khí càng suy, người nhà và tăng chúng càng niệm khẩn thiết. Đến giờ Dậu chợt qua đời, thoảng có mùi hương lạ, đại chúng niệm Phật càng mạnh mẽ. Hơn 2 tiếng sau đỉnh đầu vẫn ấm, đến sáng hôm sau mới dứt tiếng niệm Phật, để tắm rửa thay áo tận liệm cất tiếng khóc. Con ông vâng lời dạy không trái nghịch, có thể nói là chân hiếu. Ôi, như cư sĩ có thể nói là túc căn sâu dày, kiến địa cao siêu, ngôn hạnh tương ứng, trong ngoài như một, dựa theo mấy năm tu trì ấy và tín nguyện bình sinh, cảnh tượng khi lâm chung có lẽ là trung phẩm thượng sanh đó chăng? Bởi lẽ ông hiếu dưỡng cha mẹ, làm điều nhân từ thế gian, đầy đủ tín nguyện thật sự, nhiếp tâm tịnh niệm, một khi được vãng sanh ắt đạt địa vị bất thối, chứng vô sanh nhẫn, tu tập dần dần cho đến viên mãn bồ đề mới thôi. Há còn tiếc nuối chi? Ở đây tôi ghi lại tóm tắt những gì học trò ông là Hạng Bản Nguyên, con ông là Tấn, và học trò của tôi là Thôi Ích Vinh đã thuật, để sau này tập hợp thành vãng sanh truyện và ẩn sĩ sự tích nên mới có bài này. Thiền Tông thường nói minh tâm kiến tánh thành Phật. Minh tâm kiến tánh là đại triệt đại ngộ. Nói kiến tánh thành Phật là đích thân thấy được Đức Phật thiên chân nơi tự tánh thì gọi là thành Phật. Đấy chính là lý tức Phật và danh tự tức Phật, chứ không phải là cứu cánh Phật phước huệ viên mãn. Vị ấy tuy ngộ đến chỗ cùng cực, đích thân thấy được Phật tánh, nhưng vẫn là phàm phu, chẳng phải là thánh nhân. Nếu có thể rộng tu lục độ, trong hết thảy cảnh duyên đều đối trị tập khí phiền não, cho thanh tịnh không còn thừa sót, sẽ có thể liễu sanh thoát tử, vượt ra ngoài tam giới, chẳng ở trong lục đạo nữa.
Thời Đức Phật còn tại thế, hạng người như vậy rất nhiều. Trong thời Đường Tống vẫn còn có. Nay thì đại triệt đại ngộ còn chưa dễ được, huống là bật hết sạch phiền não ư? Thuyết hiện thân thành Phật, hoặc còn gọi là tức sanh thành Phật. Thành Phật ngay trong đời này của Mật Tông giống như thuyết kiến tánh thành Phật của Thiền Tông, đều ứng theo công phu rất sâu mà nói. Chớ nên tưởng lầm là thật sự có thể thành Phật ngay trong thân này. Cần biết rằng thành Phật ngay trong thân này chỉ có mình Đức Thích Ca Mâu Ni Phật mà thôi. Ngoài ra dẫu là cổ Phật thị hiện cũng không có chuyện hiện thân thành Phật. Thành Phật ngay trong thân hiện tại. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên Nguyện Một, thư trả lời cư sĩ Châu Chí Thành. Niệm ra tiếng thì có thể niệm 6 chữ, chứ niệm thầm trong tâm thì nhiều chữ quá sẽ khó niệm. Hãy nên niệm 4 chữ. Từ sáng đến tối, ngủ thì để mặc đó, thức dậy lại niệm tiếp. Lấy niệm Phật làm bổn mạng nguyên thần của chính mình, quyết chẳng buông bỏ lúc chút thời gian nào. Ngõ hầu siêu phàm nhập thánh, liệu sanh thoát tử vạn sanh Tây Phương. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, thư trả lời cư sĩ Thang Huệ Chấn. Trích Văn Sao Tinh Hoa Lục quyển 1. Số 1. Niệm mà vô niệm, vô niệm mà niệm, chính là niệm đến lúc tương ứng. Dù thường niệm Phật, nhưng trọn không có tướng khởi tâm động niệm. Lúc chưa tương ứng, chẳng khởi tâm động niệm thì chẳng niệm. Tuy chẳng khởi tâm động niệm, nhưng thường luôn xưng niệm hoặc ức niệm một câu Phật hiệu, nên nói niệm mà vô niệm, vô niệm mà niệm. Đừng hiểu vô niệm là không niệm. Vô niệm nghĩa là không có tướng khởi tâm động niệm để niệm, nhưng niệm niệm chẳng gián đoạn. Cảnh giới này chẳng dễ đạt được, chớ có hiểu lầm. Trích dẫn Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục. Số 2. Lời tựa của bộ Ấn Quang Đại Sư Văn Sao Tinh Hoa Lục. Kinh Đại Tập dạy, mạt pháp ức ức nhân tu hành, hạng nhất đắc đạo, duy y niệm Phật đắc độ sanh tử. Nghĩa là trong đời mạt pháp, ức ức người tu hành hiếm một ai đắc đạo, chỉ có nương vào pháp niệm Phật là thoát khỏi sanh tử. Pháp niệm Phật này chính là đạo để thượng thánh lẫn hạ phàm cùng tu, là pháp để người trí lẫn kẻ ngu cùng hành. Do pháp này chuyên cậy vào Phật lực nên lợi ích thù thắng, vượt trội những giáo pháp theo đường lối thông thường. Chỉ có pháp môn tịnh độ là chẳng dễ khiến cho con người sanh lòng tin nhất. Đối với những câu như vô sanh mà sanh, vô niệm mà niệm, nếu chẳng phải là bậc thấu hiểu sâu xa ý chỉ tâm làm tâm là, sao không bị lầm lẫn cho được? Do vậy Đức Thế Tôn ta đối với chỗ vốn không nói năng lại thường nói thật nhiều, không có gì khác hơn là vì muốn cho hết thảy chúng sanh hiểu rõ giác tánh họ đang sẵn có, tiến hướng Phật quả, biết tự tánh chính là Di Đà, thì mới có thể bàn luận duy tâm tịnh độ. Tâm tịnh thì cõi Phật tịnh. Nếu có thể tin chắc thật, nguyện thiết tha, tận lực hành sẽ cảm ứng đạo giao, đã nắm chắc bằng khoáng vạn sanh. Tôi thấy những kẻ cuồng huệ trong cõi đời cứ hở ra bèn ngỡ tịnh độ là nông cạn, dễ dàng, rồi coi thường, muốn cầu những pháp được gọi là huyền diệu khác để mong được ngộ chứng. Nào biết một môn tịnh độ quả thật ngầm khế hợp Phật tâm, là giáo pháp chỉ viêm chỉ độ. Tâm Phật vô vi chẳng vướng mắc nơi pháp số, niệm Phật tâm năng niệm rành rành phân minh, nhưng trọn chẳng thể được. Chẳng phải là do hữu vi lại khế hợp vô vi đó sao?
trọn chẳng thể được, nhưng rành rành phân minh chẳng phải là thầm hợp đạo màu đỏ ư? Do vậy người niệm Phật niệm nào cũng là Phật, cho nên biết sáu chữ gồm trọn muôn pháp, một môn chính là phổ môn, toàn sự chính là lý, toàn vọng chính là chân, toàn tánh khởi tu, toàn tu nơi tánh, nương vào y báo chánh báo cõi ấy để hiển lộ từ tâm của ta, thị giác và bổn giác chẳng lìa nhau, tiến thẳng trên đường giác. Khoảng cách 10 vạn ức cõi Phật cách đây chẳng xa, chính phẩm đều có thể đạt lên hoàn tất ngay trong một đời, hết sức bình thường nhưng tột bậc huyền diệu. Những kẻ chứng nhập tối tâm tham cứu mù quáng kia há mong sánh vai được sao? Ấn Quang Đại Sư thừa nguyện tái lai đề xướng một chánh lệnh duy nhất, chẳng bàn luận tâm tánh cao vời, nhưng hiển lộ trọn vẹn diệu tâm. Hoằng Nhất Đại Sư gọi tổ là người duy nhất trong suốt 300 năm qua, há có phải là đề cao quá đáng? Củi căn cơ hóa độ đã hết, lửa ứng hiện phải tắt, nhưng lời nhỏ nhiệm ý chỉ bao la đã rộng ban cho hậu học. Quả thật là chẳng khi nào, không nơi nào có ai khác làm được như vậy cả. Bộ văn sao của sư tuy chỗ nào cũng chỉ quy tịnh độ, nhưng đối với người bận chuyện túi bụi muốn tìm một tác phẩm vừa đọc liền thấy rõ, liền thâm nhập lãnh hội, thì đã có cuốn văn sao Tinh Hoa Lục do cư sĩ Lý Tịnh Thông biên tập. Bộ sách này lý hiển chân thường, lời lẽ không trùng lập, hết sức khéo léo chắc lọc. Trong cõi đời hiếm có sách nào sánh bằng, tâm trọng đạo tôn sư của cư sĩ lại càng khó có. Tôi biết sách này một khi được lưu hành, muôn người được hưởng lợi ích, uống nắng lòng người để giúp đạt đến bình trị, sẽ nhờ vào sách này vậy. Viên Anh kính cẩn nhận lấy xem xong, vui mừng hớn hở, có thể dùng lời lẽ nào để giải bày, chỉ đành lược thuật mấy lời giải bày, đem xếp trước phần chánh văn để ghi lại cái duyên tốt đẹp, nhằm thưa với những vị đồng tâm, chứ đâu dám viết tựa Nam Mô A Di Đà Phật. Trích văn sao chánh biên quyển 4, diễn thuyết tại Phân hội Phật giáo Triều Dương, bài 4. Chúng sanh là Phật chưa ngộ, Phật là chúng sanh đã ngộ. Bản thể tâm tánh bình đẳng như một, không hai, không khác, nhưng khổ vui thọ dụng cách biệt như trời với đất, là do xứng tánh thuận tu hay trái tánh nghịch tu mà ra. Lý ấy rất sâu, chẳng dễ tuyên nói, muốn chẳng tốn lời nên bèn dùng thí dụ để giảng. Chư Phật tu đức đến cùng cực, triệt chứng tánh đức, ví như tấm gương báo tròn lớn, thể chất là đồng, biết nó có quang minh, hàng ngày chuyên chú chùi mài đổ công chẳng ngừng, thì khi bụi hết ánh sáng sẽ hiện, dựng trên đài cao, hễ có hình ắt có bóng, lớn như trời đất, nhỏ như hạt bụi nơi đầu sợi lông, xâm la vạn tượng đều hiện rành rành. Trong lúc vạn tượng cùng hiện ấy, gương vẫn trống rỗng, thông suốt, tròn chẳng có một vật gì. Tâm chư Phật cũng giống như thế, đoạn hết phiền não hoặc nghiệp, đức tướng trí huệ sẽ phơi bày trọn vẹn, đến tận cùng đời vị lai, an trụ trong tịnh quang, thường hưởng pháp lạc, độ chính giới, thoát lìa sanh tử, cùng chứng niết bàn. Chúng sanh hoàn toàn mê tánh đức, không có mảy may tu đức, ví như gương báo phủ bụi, chẳng những không có mảy may quang minh nào, mà ngay cả chất đồng cũng bị phủ lấp chẳng còn hiện ra. Tâm chúng sanh cũng giống như thế, nếu biết tấm gương bị bỏ phế,
chẳng hiện chất đồng ấy sẵn có quang minh chiếu trời soi đất, từ đấy chẳng chịu buông bỏ, ngày ngày chăm chú lau chùi mài dũa, thoạt đầu hơi lộ chất đồng, tiếp đó dần dần tỏ quang minh. Nếu vẫn cực lực mài sạch thì một mai hết sạch trầm cẩu, tự nhiên gặp hình bèn hiện bóng, chiếu trời soi đất. Nhưng quang minh ấy gương vốn sẵn có, chẳng phải đến từ bên ngoài, chẳng phải do mài mà được, nhưng không mài thì cũng không có cách nào đạt được. Chúng sanh trái trần hiệp giáp, bỏ vọng theo chăng cũng giống như thế, dần dần đoạn phiền hoặc, dần dần tăng trưởng trí huệ. Đến khi nào công hạnh viên mãn sẽ đoạn được cái không thể đoạn, chứng được cái không thể chứng, viên mãn bồ đề trở về chỗ không thể đạt được, thần thông, trí huệ, công đức, tướng hảo hoàn toàn chẳng khác gì với mười phương ba đời, hết thảy chư Phật. Tuy vậy chỉ là khôi phục cái sẵn có, hoàn toàn chẳng có gì là mới đạt được. Nếu chỉ ỷ vào tánh đức, chẳng khởi tu đức, thì đến hết đời vị lai sẽ thường chịu nỗi khổ sanh tử luân hồi, vĩnh viễn chẳng có ngày khôi phục cái gốc hoàn lại cái nguồn. Bọn ta đã là Phật tử thì phải hành Phật hạnh, tuy chưa thể phá rộng toàn vô minh, nhanh chóng khôi phục tánh thể để tiến thẳng vào diệu giác quả hải. Nhưng lẽ nào chẳng thể phát trọn ba tâm, dốc lòng tu tịnh nghiệp để cầu đoạn phiền hoặc nơi thân này, gửi tâm thức nơi liên bang, làm đệ tử Phật Di Đà, làm bạn lành của đại sĩ, an trụ tịnh diệt, vẫy vùng trong cõi Phật, trên cầu Phật đạo, dưới độ hóa chúng sanh ư? Nếu chẳng tự gắn công, cứ đề cao thánh cảnh nhưng vẫn cam phận phạm ngu, chỉ e nửa đời tu trì siêng năng nhọc nhằn, vẫn cam chịu bao kiếp trầm luân khổ sở, mê muội tưởng lầm hạt châu nơi chéo áo chậm quý, lên núi báo trở về tay không, dùng tánh chân như màu nhiệm vô lượng công đức, trí huệ thần thông tướng hảo để oan uổng gánh chịu vô lượng nỗi khổ cùng cực, phiền não sanh tử luân hồi nguyện vọng, há chẳng phải là mất trí cuồng tâm, ghét thân thích đọa, sống làm thay đi thịt chạy, chết mục nát cùng cỏ cây ư? Tam thế chư Phật gọi người như vậy là kẻ đáng thương xót, phàm những ai đồng hàng với tôi xin hãy nỗ lực. Kim Thái Đại Sư, họ ngoài đời là Phương, người huyện Vu Đô, tỉnh Giang Tây, xưa đã có thiện căn, từ nhỏ đã kiên giết ăn chay, đến khi ngoài 30 tuổi chán ngán sâu xa ngũ dục nhiều khổ não, ba cõi không yên, liền xuất gia tại chùa Bảo Âm ở huyện Trường Đinh, tỉnh Phước Kiến. Sau khi thọ cụ túc giới, chuyên chí khổ hạnh, giữ chức hương đăng tại chùa Quang Hiếu ở Cám Châu, Giang Tây, tinh khiết kiền thành, cung kính, phàm những ai trông thấy đều khen ngợi lòng thành, tiếc của thường trụ như giữ trong mắt, hằng ngày lấy chuyện lễ niệm, tụng trì làm chánh, không để phí thời gian, được đại chúng trong chùa khâm phục, kính ngưỡng. Tiếp đó sư muốn chuyên tu tịnh nghiệp, bèn qua hang đá trong núi sâu ở Ninh Đô, gác tùng làm tòa, kết cỏ làm điểm, trồng khoai để ăn, chầm các mảnh dẻ làm áo. Sự khổ hạnh của sư khó ai kham nổi, sư điềm nhiên vui sướng, lấy đạo làm nguồn vui. Lâu ngày có người đến thăm, tặng cho tiền bạc đều khước từ không nhận, nhưng nếu áo rách, thức ăn thô tệ bèn nhận. Sư bản tánh cô tịch thanh khiết, chẳng thâu đồ chúng,
có người trọng đức sư, thay mặt thâu nạp cho sư bốn đồ đệ, nhưng thật ra không ở chung. Một người đồ đệ tên là Đức Duyên, chùa khá dư giả, nghĩ thầy thanh bần, ba bốn lượt cầu khẩm thầy thương xót, tiếp nhận cúng dường. Không lâu sau, sư lại bỏ qua núi Liên Hoa, tự lấy ván dựng một gian thất nhỏ để sống. Đại chúng trong chùa tôn trọng đạo hạnh của sư, để sư được tự do. Sư suốt ngày đóng cửa tụng kinh niệm Phật, trừ hai bữa cơm sáng tối ra, tiếng mõ tiếng khánh rền vang không dứt, mấy mươi năm hệt như một ngày. Do vậy, những vị tăng tục tin tưởng, hâm mộ, thường thành tâm cúng dường phẩm vật. Nếu không khước từ được, thì sư bèn đem cúng Phật, cúng tăng để tạo công đức cho họ. Bản thân chỉ giữ lại 10 đồng để làm chi phí hỏa táng khi lâm chung. Sư tự cam chịu thanh bần, giải thoát, không chấp như thế đó. Phàm những ai đến thăm hỏi, bất luận tăng tục, sư đều dạy nhiệm vụ trọng yếu là nhận hiểu ta bà ác trược, cực lạc thanh tịnh hãy gấp cầu xuất ly. Nhưng phải hiểu nhân biết quả, tu hành các điều thiện thế gian, cẩn thận giữ gìn giới cấm, tụng kinh niệm Phật, trong ngoài như một, từ đầu đến cuối không thay đổi, thì mới có hy vọng. Ngoài ra không có một lời lẽ nào liên quan đến phước lạc thế gian. Năm Dân Quốc thứ 7 1918, tức năm Mậu Ngọ, sư được 74 tuổi. Đầu tháng 10 thị hiện bệnh nhẹ, đến ngày mồng 4 bỏ ăn uống, niệm tụng như thường, đến khuya mới nghỉ. Rạng sáng ngày mồng 5, đại chúng trong chùa không thấy sư thức dậy, gõ cửa chỉ thấy im lặng không đáp. Vào thắp xem thì thấy sư đã đoan tọa thị tịch, tay trái vẫn cầm dẫn khánh, hệt như đang niệm Phật mọi khi. Đầu hơi cúi xuống, vẻ mặt tươi cười, không khác gì còn sống. Đại chúng trong chùa trông thấy khen ngợi khôn cùng, đều nói sư bình nhật có công hạnh như thế, cho nên lúc ấy đạt được cảnh tượng như thế. Thần thức sư siêu tịnh vực, gợi chắc nơi hoa sen, là điều chắc chắn không còn ngờ vực chi. Học trò sư là đức thân xâm, kể cho tôi nghe như thế. Nghĩ đến tăng nhân đời mạt, thường hay lười nhác, chỉ tham lợi dưỡng, chẳng tu đạo nghiệp, người như sư thật có thể làm gương cho đời mạt. Do vậy bèn soạn bài ký khai thị về kiên giết, ăn chay và phóng sanh. Nếu nói đến chuyện để tự cung phụng mình thì lại càng không nên giết. Nên nghĩ rằng ta sanh trong thế gian có công đức gì đối với nhân dân, có phước trạch gì đối với tổ tông, cha mẹ. Nay được nhờ phước ấm của tổ tông, cha mẹ che chở sâu dày, chẳng cực lực làm lành để tăng thêm phước cho tổ tông, cha mẹ, lại cứ mặc tình sát sanh ăn thịt, chẳng những bất lợi cho mình mà còn gây liên lụy cho tổ tông, cha mẹ. Huống chi ta bổng thụ di thể từ cha mẹ, hằng ngày dùng loài vật để bồi bổ, lâu ngày khí chất sẽ biến đổi theo, thật đáng sợ. Nay tôi nêu chứng cứ đại lược, ngõ hầu người biết yêu thương chính mình sẽ tận lực dứt bỏ thói tham ăn ngon đấy. Sách Vạn Thiện Tiên Tư chép, đàn bà có thai ăn thịt thỏ thì con bị môi sức, ăn thịt chim sẻ thì mắt lé, ăn cua thì phần nhiều, con bị đẻ ngang, ăn ba ba thì cổ ngắn, đầu teo, ăn cá trình lương thì phần nhiều khó sanh, ăn thịt ếch phần nhiều con bị câm ngọng. Sách Đại Đới Lợi chép, ăn thịt thì dũng cảm nhưng hung hãn, ăn ngũ cốc thì trí huệ nhưng khéo léo, đều là khí chất bị chuyển biến theo khí chất của từng loài, từng vật vậy.
khí chất do cha mẹ để lại cho ta vì ăn thịt mà dần dần bị biến đổi ngấm ngầm thành khí chất của loài vật. Đấy là đại bất hiếu. Từng thấy người ta chữa trị kẻ cứa cổ nhưng chưa đứt khí quản bằng cách cắt thịt chim hay thịt gà sống đắp vào chỗ bị thương. Khi lành rồi, chỗ ấy bèn mọc lên lông gà. Tuy đắp ở bên ngoài nhưng chỗ ấy vẫn là thể chất của súc vật. Như vậy suốt cả đời ăn thịt để bồi đắp bên trong, hả chẳng đáng kinh sợ hoảng hốt ư? Như vậy là gìn giữ di thể được bẩm thụ từ cha mẹ đó sao? Huống chi chất thịt đều chứa chất độc, do lúc bị giết tâm hận kết lại, cho nên người ăn thịt phần nhiều hay sanh ghẻ chóc. Khi ôn dịch lưu hành hay mắc bệnh truyền nhiễm, người ăn chay thường ít mắc phải những chứng ấy. Phàm muốn giải thoát oán nghiệp, giữ gìn thân thể thì không thể không biết chuyện này. Câu hỏi: nếu như ông nói thì hoàn toàn chẳng sát sanh ăn thịt, ác loài vật sẽ đầy dẫy trọn khắp thế giới, biết làm sao đây? Đáp: những thứ con người ăn đều là do con người làm cho nó sanh sôi nảy nở. Những loài lợn, dê, gà, vịt kia, nếu như nhốt riêng các loài đực cái trống mái thì chưa quá 10 năm chúng nó sẽ vĩnh viễn không tồn tại nữa. Huống chi những giống cọp, báo, chó sói, rắn rết, con người đều chẳng ăn, sao từ cổ đến nay chúng chẳng đầy khắp thế giới vậy? Phải biết nếu người ăn thịt nhiều thì người ta lập ra cách để những giống lợn, dê, gà, vịt vân vân sanh trưởng cho nhiều. Thật ra quá nữa đều là vì bụng miệng tham muốn, chẳng tiếc mạng loài vật phải theo nghiệp thọ báo thác sanh trong những loài vật ấy để bị người ta giết ăn. Do vậy kinh Lăng Nghiêm nói: tham lẫn ái cùng nảy nở, do tham chẳng thể ngưng dứt nên các loài noãn thai thấp hóa, trong thế gian cậy mạnh hiếp yếu, ăn nuốt lẫn nhau. Người ăn dê, dê chết thành người, người chết thành dê, như thế cho đến 10 thứ sanh loại chết chết sống sống, ăn nuốt lẫn nhau. Kinh Phạm Võng dạy: nếu là đệ tử Phật thì do từ tâm bèn hành nghiệp phóng sanh. Hết thảy người nam đều là cha, hết thảy người nữ đều là mẹ ta. Đời đời ta chẳng bao giờ không sanh ra từ họ. Vì thế lục đạo chúng sanh đều là cha mẹ ta. Giết để ăn thịt chính là giết cha mẹ mình. Kinh Lăng Già dạy: hết thảy chúng sanh từ vô thủy đến nay luân hồi chẳng ngơi trong sanh tử, không ai chẳng từng làm cha mẹ, anh em, con cái quyến thuộc, cho đến bạn bè, người thân yêu, kẻ hầu hạ, sang đời khác mang thân chim thú vân vân, sao lại nỡ bắt lấy chúng để ăn thịt? Trong các kinh Đại Thừa những câu nói như vậy nhiều lắm, khó thể trích đủ. Trích trong văn sao chánh biên quyển 4 phổ khuyến kiên giết ăn chay để vãn hồi kiếp vận. Trong các ác nghiệp chỉ có sát là nặng nề nhất, khắp thiên hạ không ai chẳng tạo nghiệp sát. Dẫu cả đời chưa hề sát sanh nhưng hằng ngày ăn thịt thì tức là hằng ngày sát sanh. Do không giết thì chắc chắn không có thịt, bởi lẽ kẻ đồ tể, người săn bắn, kẻ bắt cá đều nhằm cung cấp cho nhu cầu của người ăn thịt nên mới giết thay cho họ. Một cửa ải ăn thịt hay ăn chay quả thật là cái gốc của sự thăng trầm của chúng ta, và là cái gốc khiến thiên hạ bình yên hay loạn lạc. Mối quan hệ ấy chẳng nhỏ đâu. Những ai tự biết thương thân và yêu thương nhân dân khắp cõi đời, muốn được trường thọ an lạc, chẳng mắc phải tai họa ngoài ý muốn, thì hãy nên kiên giết ăn chay. Đó chính là diệu pháp bậc nhất để vãn hồi thiên tai nhân họa.
Người ăn mặn nếu chịu ăn chay chắc chẳng ít bệnh, khỏe mạnh, bởi ăn thịt gây trở ngại cho phép dưỡng sinh. Ăn chay có tác dụng dưỡng sinh. Ông đã ăn chay, nếu chẳng thể làm cho cả nhà ăn chay thì hãy bảo họ bớt ăn mặn đi, chớ mua con vật còn sống về giết trong nhà. Trong nhà hàng ngày giết chóc sẽ trở thành chỗ giết hại, xui xẻo lắm đấy. Trích văn sao tục biên quyển thượng, thư trả lời cư sĩ Bào Xuân Sĩ. Niệm Phật niệm kèm thêm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát và Trì Chú Đại Bi. Còn nói đến chuyện niệm Quán Âm để cầu sanh Tây Phương thì có gì là không được? Chẳng thấy Kinh Lăng Nghiêm nói cầu vợ được vợ, cầu con được con, cầu phú quý được phú quý, cầu trường thọ được trường thọ, như thế cho đến cầu đại niết bàn sẽ đắc đại niết bàn đó ư? Đại niết bàn là lý thể chứng được khi thành Phật, rốt ráo thành Phật mà còn đạt được, huống hồ vãng sanh Tây Phương ư? Hơn nữa Quán Âm và Di Đà đều cùng làm một chuyện độ sanh, nào có phân biệt, nhưng cũng phải sáng tối niệm Phật thì xử lý mới viên dung. Chẳng thấy trong Kinh Đại Bi Đức Quán Âm dạy người lễ bái trì chú thì trước hết phải niệm danh hiệu A Di Đà Phật đó sao? Trích Văn Sao Tam Biên, lá thư số 18, thư trả lời Hòa Thượng Truyền Độ. Quán Âm chính là quá khứ cổ Phật làm bậc phù tá Đức Di Đà. Niệm Quán Âm cầu sanh Tây Phương vẫn có thể được như nguyện, có gì là không được? So sánh những công đức niệm Quán Âm, Địa Tạng, Di Đà vân vân, chính là nhằm khiến cho người ta phát tâm quyết định niệm Phật, chẳng có ý niệm đổi dời mà thôi. Nếu chấp chết cứng vào lời ấy, chẳng hiểu được ý, sẽ trở thành oan uổng cho Đức Phật. Hiện thời mọi người đều đang trong cảnh hoạn nạn, hãy nên nói với hết thảy mọi người, để giải trừ hoạn nạn chỉ có một cách là sửa lỗi hướng thiện, đồn đốc luân thường, chỉ thành khẩn thiết, xưng niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. Ấy là diệu pháp độc nhất vô nhị, bất luận các sự nguy hiểm như nước, lửa, đau, binh, vân vân, và bệnh tật do oán nghiệp, thuốc men chẳng thể trị được. Nếu chịu tuân theo những điều vừa nổi trên đây, chắc chắn sẽ gặp dữ hóa lành, gặp nguy thành an và oán nghiệp tiêu diệt, không uống thuốc mà lành bệnh. Nhìn vào thời cuộc hiện tại, nguy hiểm muôn phần. Nếu chiến sự xảy ra, cả nước không một chỗ nào yên vui cả. Dẫu là chỗ chưa bị chiến tranh lan đến thì cái họa thổ phỉ so với chiến tranh còn khốc liệt hơn nữa. Hãy nên bảo hết thảy già trẻ, trai gái đồng niệm Nam Mô A Di Đà Phật và Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Ngoại trừ cách này ra, không có cách tốt lành nào khác. Đối với tai nạn nhỏ thì sẽ gặp dữ hóa lành. Dẫu cho mọi người đều cùng chết sạch, người niệm Phật sẽ nương theo Phật lực, hoặc sanh về Tây Phương, hoặc sanh vào đường lành. Chớ nên nói đã không thể nào tránh khỏi cái chết thì niệm Phật vô ích. Chẳng biết con người được thọ sanh làm người đều do nhân duyên tội phước đã gây trong đời trước tạo thành cái gốc để quyết định sanh vào nhà phú quý hay bằng tiện. Người niệm Phật có tín nguyện sẽ được vãng sanh, dẫu không có tín nguyện cũng chẳng đến nỗi đọa vào tam ác đạo. Hả có nên chẳng niệm để tự mình lầm người ư? Trích Văn Sao Tục Biên quyển thượng, trả lời thư cư sĩ niệm Phật. Thánh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát chính là chỗ nương tựa lớn lao cho hiện thời. Hãy nên khuyên hết thảy mọi người cùng niệm. Nếu là người tu tịnh nghiệp, ngoài những lúc
niệm Phật hãy nên chuyên niệm thánh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. Đối với kẻ chưa phát tâm, hãy dạy họ chuyên niệm, do vì họ dốc chí mong được đại sĩ che chở, gia bị ngõ hầu tiêu diệt tai họa. Đợi cho đến khi họ đã sanh được lòng tin, lại dạy họ lấy niệm Phật làm chuyện chánh, niệm Quán Âm để phụ trợ. Nhưng niệm Quán Âm để cầu sanh Tây Phương thì cũng được như nguyện. Trích Văn Sao Tam Biên quyển 2, thư trả lời cư sĩ Châu Bá Tù. Niệm Phật, niệm Quán Âm đều có thể tiêu tai thoát nạn, thì lúc bình thường hãy nên niệm Phật cho nhiều, niệm Quán Âm ít hơn. Gặp khi hoạn nạn hãy nên chuyên niệm Quán Âm, do Quán Âm bi tâm tha thiết, có túc duyên sâu đậm với chúng sanh phương này. Cho nên do thấy nói như vậy, bèn nói Phật chẳng từ bi bằng Quán Âm. Cần biết rằng Quán Thế Âm Bồ Tát là đấng thay Phật rủ lòng từ cứu khổ, ngay như khi Phật Thích Ca tại thế cũng thường dạy chúng sanh khổ nạn niệm Quán Âm. Huống gì bọn phàm phu chúng ta ư? Trích Văn Sao Tam Biên quyển 1, thư trả lời cư sĩ Ninh Đức Tấn. Khai thị trì chủ đại bi. Mỗi ngày lượng theo sức mình niệm Phật và trì chủ đại bi để làm căn cứ tự lợi, lợi tha. Suốt đời chẳng thâu nhận một đệ tử xuất gia nào, chẳng nhận làm trụ trì chùa nào cả. Đối với hết thảy mọi người đều dùng tính nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương để khuyên nhủ. Bất luận xuất gia hay tại gia, ai nấy đều phải chú trọng trọn hết bổn phận con người, nhằm làm cho hết thảy mọi người trước hết làm một người hiền, người lành trong thế gian, ngõ hầu cậy vào Phật từ lực siêu phàm nhập thánh, vãng sanh Tây Phương. Trọn chẳng nói với người khác những lời lẽ lớn lao khiến họ không thể thực hiện được, mặc cho người ta bảo mình là hạng tăng chỉ biết cơm cháo, trăm sự không làm được điều gì, đại lược là như vậy đó. Trích Văn Sao Tam Biên quyển 1, trích lục lời đại sư tự thuật. Chú đại bi nếu khẩm thiết chí thành niệm sẽ có cảm ứng chẳng thể lường được. Ấn trích trong Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên quyển thượng, thư trả lời cư sĩ Châu Nam Phố. Đối với công khóa sớm tối, ngoài việc theo cả chùa thực hiện công khóa ra, mỗi tối niệm thêm chú đại bi 50 lượt hoặc 25 lượt. Ngoài ra hãy lúc nào rảnh thì niệm Phật chẳng nhớ số, bởi nhớ số tốn sức. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên quyển thượng, thư trả lời cư sĩ Du Hữu Di. Nay gửi cho thận tu và lệnh ái Hữu Trinh mỗi người một bao tro hương đại bi. Tro này đã gia trì hơn 3 tháng rồi. Mỗi ngày nếu ít thì tụng 50 biến, nhiều thì 75 biến, đựng trong thùng bánh quy to, mỗi thùng khoảng hơn 10 cân. Phỏng tính đã trì tụng chú đại bi đến 6-7 ngàn biến. Một bao tro này có thể dùng để pha nước được khoảng 200-300 lần. Đính kèm quy ước của chùa Linh Nham, trụ trì bất luận thuộc tông phái nào, chỉ lấy tinh sâu pháp môn tịnh độ, giới hạnh tinh nghiêm làm chuẩn, chỉ truyền hiền chẳng truyền pháp, để dứt thối tệ pháp quyến riêng tư. Ý nói chỉ truyền ngôi trụ trì theo đức hạnh của người đáng làm trụ trì, chứ không vì người ấy thuộc cùng sơn môn hay là pháp quyến mà truyền ngôi trụ trì. Số 2, truyền thừa trụ trì luận theo thứ tự, chẳng luận theo thế hệ, để tránh thối tệ bậc cao đức phải ở dưới kẻ đức hạnh tầm thường. Số 3, không truyền giới, không giảng kinh, để khỏi bị chèo kéo dao động, nhiễu loạn chánh niệm. Trong chùa tuy hàng ngày thường giảng, nhưng chẳng thăng tòa và níu kéo người ngoài đến nghe.
Số 4. Chuyên nhất niệm Phật. Trừ đã Phật thất ra, nhất loạt không làm hết thảy Phật sự thù tiếp. Số 5. Bất luận là ai chẳng được thâu nhận thế độ đồ đệ trong chùa. Trong 5 điều, hễ trái một điều nào lập tức ra khỏi chùa. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên Quyển Hạ, lời tựa cho nghi thức niệm tụng của đạo tràng chuyên tu tịnh độ Linh Nham Sơn Tự. Tổ sư Ấn Quang khai thị trích trong Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tinh Hoa Lục, dạy con đạo lý làm người, nhân quả báo ứng. Trẻ nhỏ từ lúc có sự hiểu biết liền dạy cho chúng đạo hiếu đệ trung tín lễ nghĩa liêm sĩ và những sự nhân quả ba đời luân hồi lục đạo, khiến cho chúng biết tâm của chính chúng nó trong từng hơi thở đều thông với tâm của trời đất quỷ thần Phật Bồ Tát, khởi lên một niệm bất chánh. Làm một chuyện bất chánh đã sớm bị trời đất quỷ thần Phật Bồ Tát thấy biết tường tận, như đối trước gương sáng đều hiện ra hình bóng xấu không thể trốn tránh được. Ngõ hầu chúng nó biết kiên sợ gắn làm người lương thiện. Bất luận là ai, dẫu là tôi tớ trẻ nhỏ, cũng chẳng được phép đánh chửi, dạy chúng tôn kính bậc tôn trưởng, giữ phận người dưới. Phải chú trọng dạy chúng nó kính tiết giấy có viết chữ, yêu tiết ngũ cốc, y phục, đồ đạc, thương tiết che chở trùng kiến, cấm ngặt ăn vặt để khỏi bị bệnh. Dạy được như thế thì phần đông chắc chắn trở thành người hiền thiện. Nếu lúc nhỏ để mặc theo thói quen, điều gì cũng chẳng giáo huấn, lớn lên không thành hạng tầm thường, cũng thành phường trộm cướp. Lúc ấy có hối cũng chẳng có ích gì. Cổ nhân nói, dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở ban sơ mới về. Bởi lẽ do huân tập sẽ trở thành bản tánh, nên phải cẩn thận ngay từ đầu. Thiên hạ yên hay loạn đều bắt nguồn từ đây. Chớ nghĩ lão tăng nói chuyện viển vông không quan hệ khẩn yếu chi. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, một lá thư gửi khắp. Phụ lục giới trừ thủ dâm tà dâm nhất định phải bắt đầu làm từ con trẻ. Trích Bảo Thân Tiết Dục. Thủ dâm và tà dâm quả thực là nguồn gốc của vạn điều ác. Tiếp dục bảo thân là mấu chốt của sự thành bại, thọ hiểu, kiện nhược, cùng thông, trí ngu, hòa phước của cả đời người. Từ xưa đến nay, những người kiến đại công, lập đại nghiệp, không ai mà không phải là bậc tài trí hơn người, tinh lực dồi dào, truy cứu ra căn nguyên của vấn đề, đều là do chẳng phạm tà dâm bảo dưỡng nguyên khí vinh hoa trong ngũ tạng mà có. Còn như kẻ yêu thích tà dâm thủ dâm, thường thường là vào thời điểm tuổi thanh xuân vừa mới lớn, hoặc bị bạn tà dụ dỗ, hoặc do hiếu kỳ mà xem sách vở phim ảnh đồi trụy trên mạng, hoặc trong lúc lơ đãng vỗ về chơi đùa bộ phận sinh dục của mình, dần dà tiêm nhiễm thành thói quen xấu ác, lại thêm trào lưu trụy lạc như sóng đục ngập trời, dễ như đẽo gỗ mục bẻ cỏ khô. Lại kim tà thuyết nói rằng thủ dâm vô hại, vô khổng bất nhập, học thuyết khiến người đời lầm lạc còn dữ tợn hơn nước lửa mạnh thú ngàn vạn trăm triệu lần, khiến cho biết bao nhiêu thanh thiếu niên kìm lòng chẳng nổi, hãm sâu vào trong hố tà dâm mà không thể tự thoát ra được, giống như con thiêu thân bay vào lửa cháy, giống như người trước ngã xuống kẻ kế tiếp bước theo sau. Hiển nhiên là trên đường suối vàng đều là con quỷ tham sắc, đường đường Trung Hoa rải rác mầm cỏ cháy khét giống hư,
thực là ô hô thương thay. Thời Văn Quốc, một bậc cao tăng thập đức là Ẩn Quang Đại Sư đã khuyên bảo các bậc làm cha làm mẹ phải thường xem xét rõ kỹ nội y của con trẻ, phải chăng có dấu vết của thủ dâm và tà dâm, sau đó nghiêm chỉnh răn bảo cho chúng biết không thể có thói xấu này, vì đây là hành động tự giết hại sinh mạng của chính mình. Trong nhà ngăn chặn dâm thư dâm họa để đề phòng ngừa con trẻ trộm xem mà bị nhiễm ô. Cha mẹ chánh tâm thành ý, ngõ hầu làm ra tấm gương mẫu mực cho con cái, lại còn yêu cầu con trẻ xa rời bọn người phóng đảng, thân cận người có đức hạnh. Chuyện mẹ mạnh tử ba lần giờ nhà cũng hoàn toàn thích hợp với người hiện nay. Vì con trẻ mà tìm một môi trường sống, hoàn cảnh sinh hoạt và học tập thuần tịnh trong sạch, đấy chính là trách nhiệm không thể thoái thoát của cha mẹ. Thực sự có thể làm được những lời như trên, con trẻ sẽ như vàng đổ vào khuôn, nước rót vô bình. Kẻ có thiên tư thì có thể làm thánh làm hiền, đảm đương trách nhiệm lớn chấn hưng dân tộc. Còn kẻ không thiên tư cũng trở thành một lương dân khỏe mạnh, tuân thủ pháp luật, có thể hưởng hết tuổi trời. Một đời người hoàn toàn quyết định ở lúc thiếu niên có thể hiếu học, thành tựu được đức hạnh của mình hay không. Mà mấu chốt của hiếu học tiến đức quyết định ở chỗ có thể xa rời thủ dâm tà dâm hay không. Hy vọng của một gia đình là ở con trẻ, hy vọng của một quốc gia là ở tại ngàn vạn con trẻ. Do vậy đủ thấy bảo vệ con trẻ của thiên hạ không bị sự xâm hại của ma dâm, công trình hy vọng này so với kế hoạch bay lên mặt trăng rõ là còn trọng yếu hơn cả. Kính báo cha mẹ của thiên hạ và tri thức chí sĩ, có thể không cực kỳ thận trọng hay sao? Sách Vạn Thiện Tiên Tư chép: đàn bà có thai ăn thịt thỏ thì con bị môi sức, ăn thịt chim sẻ thì mắt lé, ăn cua thì phần nhiều con bị đẻ ngang, ăn ba ba thì cổ ngắn đầu teo, ăn cá chình lương thì phần nhiều khó sanh, ăn thịt ớt phần nhiều con bị câm ngọng. Sách Đại Đới Lễ chép: ăn thịt thì dũng cảm nhưng hung hãn, ăn ngũ cốc thì trí huệ nhưng khéo léo, đều là khí chất bị chuyển biến theo khí chất của từng loài, từng vật vậy. Khí chất do cha mẹ để lại cho ta, vì ăn thịt mà dần dần bị biến đổi ngấm ngầm thành khí chất của loài vật, đấy là đại bất hiếu. Từng thấy người ta chữa trị kẻ cứa cổ nhưng chưa đứt khí quản bằng cách cắt thịt chim hay thịt gà sống đắp vào chỗ bị thương. Khi lành rồi chỗ ấy bèn mọc lên lông gà, tuy đắp ở bên ngoài nhưng chỗ ấy vẫn là thể chất của súc vật. Như vậy suốt cả đời ăn thịt để bồi đắp bên trong, há chẳng đáng kinh sợ hoảng hốt ư? Như vậy là giữ gìn di thể được bẩm thụ từ cha mẹ đó sao? Huống chi chất thịt đều chứa chất độc, do lúc bị giết tâm hận kết lại, cho nên người ăn thịt phần nhiều hay sanh ghẻ chóc. Khi ôn dịch lưu hành hay mắc bệnh truyền nhiễm, người ăn chay thường ít mắc phải những chứng ấy. Phàm muốn giải thoát oán nghiệp, giữ gìn thân thể thì không thể không biết chuyện này. Câu hỏi: nếu như ông nói thì hoàn toàn chẳng sát sanh ăn thịt, ắt loài vật sẽ đầy dẫy trọn khắp thế giới, biết làm sao đây? Đáp: những thứ con người ăn đều là do con người làm cho nó sanh sôi nảy nở. Những loài lợn, dê, gà, vịt kia, nếu như nhốt riêng các loài đực cái, trống mái,
thì chưa quá 10 năm chúng nó sẽ vĩnh viễn không tồn tại nữa. Huống chi những giống cọp, báo, chó sói, rắn rết, con người đều chẳng ăn. Sao từ cổ đến nay chúng chẳng đầy khắp thế giới vậy? Phải biết nếu người ăn thịt nhiều thì người ta lập ra cách để những giống như lợn, dê, gà, vịt, vân vân sanh trưởng cho nhiều. Thật ra quá nữa đều là vì bụng miệng tham muốn, chẳng tiếc mạng loài vật phải theo nghiệp thọ báo, thác sanh trong những loài vật ấy để bị người ta giết ăn. Tổ sư Ấn Quang khai thị trích văn sao Tinh Hoa Lục quyển 1. Hãy để chuyện đối trị tập khí phiền não trong tự tâm lại đó khoan bàn tới. Chỉ hành trì ngoài mặt, công phu bên trong trống rộng, trái lại còn sanh ngã mạn, coi công lợi là đức thì càng bị tổn hại nhiều. Ví như ăn cơm phải có rau dưa phụ trợ, lại cũng như thân thể phải dùng áo mão để trang hoàng. Nơi con đường đạo tu hành dài lâu để liễu sanh tử, sao lại muốn thâm nhập một môn phế sạch các môn khác? Phế sạch các môn khác chỉ lo đã thất thì còn được, còn như trong lúc thường nhật, nếu chẳng phải là bậc Bồ Tát tái lai, chắc chắn chưa có một ai lại không trở thành hạng biến nhát ngạo mạn. Bởi lẽ tâm phàm phu thường hay sanh chán. Trời sanh ra vật ắt phải mưa nắng điều hòa, nóng lạnh đắp đổi mới có thể khiến cho mọi vật sanh thành tạo hóa. Giả sử mưa hoài, nắng mãi, luôn lạnh, luôn nóng thì dưới khắp gầm trời sẽ trọn chẳng có một vật gì. Huống hồ bọn ta tâm như khỉ vườn, chẳng dùng các biện pháp đối trị, lại muốn nó an trụ một nơi chẳng vọng rong ruổi, thì thật là khó lắm, khó lắm. Ai nấy nên tự gắng sức, chớ nên thiên chấp một pháp, cũng đừng lan man không đầu mối gì hết. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên thư trả lời cư sĩ Thang Huệ Chấn: niệm ra tiếng thì có thể niệm 6 chữ, chứ niệm thầm trong tâm thì nhiều chữ quá sẽ khó niệm. Hãy nên niệm 4 chữ, từ sáng đến tối, ngủ thì để mặc đó, thức dậy lại niệm tiếp. Lấy niệm Phật làm bổn mạng nguyên thần của chính mình, quyết chẳng buông bỏ lúc chút thời gian nào, ngõ hầu siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử, vãng sanh Tây Phương. Nam Mô A Di Đà Phật.